Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 1421 lại thêm một trò cười. Với tu vi của hắn ta, cho dù trước đó không phá vỡ được lớp phòng ngự của Phong Dã thì cũng không đến nỗi không thể làm đối phương bị thương. Suy cho cùng Phong Dã vẫn hơi chủ quan và nóng vội. Rất nhiều người nhìn ra mưu kế của Diệp Phong, khẽ lắc đầu, trận đấu này đã có kết quả, không có gì hồi hộp. Chỉ có Lâm Nhất chau mày. Trong ấn tượng của hắn, Phong Dã thoạt nhìn nóng vội tàn nhẫn, nhưng trên thực tế hắn ta rất cẩn thận, không phải là hạng người lỗ mãng. Hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Trên chiến đài đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ này vang lên quá bất ngờ khiến hai tai mọi người tạm thời mất khả năng nghe, thậm chí có một số người ngất xỉu tại chỗ, sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh thập đỉnh. Lâm Nhất biến sắc, trong tiếng nổ rung trời, chỉ thấy kiếm thế mênh mông trên chiến đài bị đánh tan thành từng mảnh. Diệp Phong bị đánh văng ra xa, xương sườn trên ngực bị gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống đất, trường kiếm tuột ra khỏi tay, hắn ta hộc ra vài búng máu, suýt chút nữa ngất đi. Diệp Phong ngẩng đầu lên thì thấy Phong Dã nở nụ cười nhếch mép vô cùng dữ tợn, đáng sợ như một con man đến từ thời thú thượng cổ. Ngươi đùa bỡn ta. Diệp Phong nghiến răng nói. Nếu như biết đối phương có thể bộc phát sức mạnh thập đỉnh thì hắn ta đã nhận thua khi vừa bước lên chiến đài. Cả đế quốc Đại Tần chỉ có một mình công tử Nham Tâm có thể tu luyện thể chất đến mức độ khủng khiếp như vậy, ngoài ra không còn ai khác. Chết tiệt, thế mà hắn ta còn làm ra vẻ thông minh. Đùa bỡn ngươi thì sao? Giết ngươi chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Phong Dã cười gằn, năm ngón tay lại siết chặt lại. Diệp Phong sợ tới mức mặt mũi tái nhợt, chật vật đứng dậy, giãy giụa nhảy xuống chiến đài, cao giọng nói ta nhận thua. Nhưng đợi khi hắn ta chạm đất mới phát hiện Phong Dã không hề di chuyển, trong mắt tràn đầy bỡn cợt. Mặt hắn ta lập tức tối sầm. Lại thêm một trò cười. Xung quanh quảng trường Long Môn có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào Phong Dã. Những tiếng thốt kinh ngạc không ngừng vang lên. Long Môn tranh tài năm nay xuất hiện thật nhiều hạt giống tốt, bất ngờ liên tiếp xảy ra. Cuộc chiến dị tổ thực sự rất gay cấn, không biết cảnh tượng Phong Dã đối đầu với công tử Nham Tâm cũng có sức mạnh thập đỉnh sẽ như thế nào. Trận đấu thứ 14, Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang đấu với công tử Trường Cát của Tần Thiên Học Phủ. Sau khi trọng tài tuyên bố Phong Dã giành chiến thắng, công chúa Phượng Hoa ngồi bên cạnh ngai vàng Tử Thanh lại lên tiếng thông báo. Tất cả mọi người lại bắt đầu xôn xao, Tư Tuyết Y đấu với công tử Trường Cát, đây được coi là trận đấu hấp dẫn nhất ngoài ba trận đấu tiêu điểm ra. Vốn dĩ không ai coi trọng Tư Tuyết Y. Chương 1422 xem rồi hãng nói. Nhưng hôm nay Lâm Nhất đã chiến thắng công tử Dạ, khó tránh khỏi việc khiến người ta suy nghĩ miên man. Phải chăng Tư Tuyết Y cũng có khả năng nhỏ nhoi có thể chiến thắng công tử Trường Cát? Tư Tuyết Y đấu với công tử Trường Cát. Lâm Nhất suy tư, công tử Trường Cát thì không cần phải nhiều lời, hắn ta là yêu nghiệt do Tần Thiên Học Phủ đào tạo ra, một trong bát công tử. Tư Tuyết Y, thiếu niên đã dồn ép hắn rơi xuống vực âm phong ở Thanh Dương giới năm đó, còn kính hắn một chén rượu trong tiệc quỳnh đài. Từ rất nhiều năm trước, hắn ta và Bạch Lê Hiên đã được gọi là hai ngôi sao sáng, tên tuổi ngang nhau. Không biết bây giờ người thiếu niên đẹp như yêu tinh này đã có thực lực mạnh cỡ nào. Lâm Nhất vẫn khá để ý tới trận đấu này. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên, Tư Tuyết Y cầm quạt xếp vững vàng nhảy lên chiến đài như một chiếc lá rụng. Hắn ta mặc bộ trường sam trắng như tuyết, mái tóc dài buộc cao lên, hai sợi dây buộc tóc tung bay. Mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết, mặt phấn môi đỏ, đôi mắt sáng ngời như sao, vừa tiếp đất đã thu hút vô số ánh mắt. Đặc biệt là ánh mắt của các nữ tử, hầu như tất cả đều bị hắn ta thu hút. Nhìn khắp đế quốc Đại Tần, ngay cả Lưu Thương cũng thua kém vẻ đẹp của người này ba phần. Tiểu tử này nhìn như nữ nhân vậy. Lý Vô Ưu thấy có rất nhiều nữ tử nhìn chằm chằm vào Tư Tuyết Y bằng ánh mắt nóng bỏng, bèn lên tiếng chê bai. Hân Nhiên lại mỉm cười, nữ nhân còn không có được vẻ đẹp như hắn ta, tiểu sư đệ nghĩ hắn ta có cơ hội thắng không?
Lúc trước trong tiệc sinh nhật công chúa, hắn ta chỉ kính đệ một chén rượu, tuy rằng sức mạnh ngang nhau, nhưng ta cảm thấy bất kể là tu vi hay thiên phú, hắn ta đều không yếu hơn đệ là bao. Lời này cũng không giả, thậm chí có hơi coi trọng Lâm Nhất. Trong tiệc sinh nhật công chúa, xét về thực lực hay tu vi, Lâm Nhất đều kém hơn Tư Tuyết Hy một chút. Khi đó đối phương rõ ràng thấy Lâm Nhất đã trải qua nhiều trận chiến lớn, sợ thắng mà không vẻ vang gì nên mới không ra tay. Làm gì có cơ hội thắng, ta không tin hắn ta có thể thắng được công tử như đại ca. Và lại tên tuổi của công tử Trường Cát lừng lẫy hơn công tử Dạ, chắc chắn mạnh hơn công tử Dạ nhiều. Lý Vô Ưu nói lia lịa, nói ra suy nghĩ của rất nhiều người. Tuy công tử Dạ có biệt danh công tử nhưng thứ hạng lại ở cuối, còn công tử Trường Cát thì khác. Xem rồi hắn nói. Lâm Nhất không dám phán bừa nên không trả lời rõ ràng. Ngược lại hắn cố ý nhìn qua Bạch Lê Hiên, người này có quan hệ khá thân thiết với Tư Tuyết Y, có lẽ hỏi hắn ta sẽ chính xác hơn. Nhưng nếu mạo muội đi hỏi thì e rằng sẽ phải tự chuốc lấy nhục nhã. Bùm! Lại có một bóng dáng khác nhảy lên chiến đài khẽ rung lắc, công tử Trường Cát cầm trường thương màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Cây thương này tên là Huyền U, một loại huyền binh siêu phẩm. Mặc dù không phải bảo binh, nhưng nó lại có uy áp không thua kém gì bảo khí, Tư huynh đệ hãy cẩn thận. Chương 1423 Thương Pháp Tuyệt Diệu. Công tử Trường Cát nhìn đối thương, giới thiệu thanh huyền binh trong tay mình. Long môn tranh tài không cho phép sử dụng bảo khí, nhưng không cấm huyền binh. Hắn ta cũng rất thẳng thắn, chủ động nói cho đối phương biết thương huyền u của mình có uy lực không thua kém gì bảo khí. Không sao cả, dù sao người đời đều nghĩ ta thua dưới tay ngươi là chuyện hiển nhiên. Không ai quan tâm ngươi dùng binh khí gì, ta cũng sẽ không để ý. Tư Tuyết Hy phe phẩy quạt xếp, nhẹ giọng cười đáp. Xin phép đắc tội. Công tử Trường Cát thật thà hơn trong tưởng tượng của mọi người, hắn ta không hề có chút kiêu ngạo của một vị công tử, nói xong liền đâm thương ra. Bùm! Mũi thương ánh lên tia sáng lạnh lẽo, đâm thủng hư không, chớp mắt đã tới trước mặt Tư Tuyết Y. Một thương giản dị tự nhiên lại ẩn chứa uy áp nặng nề như núi, nặng đến tột cùng, sức mạnh của một thương đã đủ mang đến cho người ta áp lực khổng lồ. Tư Tuyết Y cười nhẹ. Chiếc quạt trong tay xếp lại, lấy thế bốn lạng đẩy ngàn cân làm cho một thương này đâm lệch sang một bên. Xoạt. Tay trái đang cầm thương của công tử Trường Cát kéo căng ra sau, rồi sau đó đâm tới hệt như tia chớp. Ngay khoảnh khắc đó, cổ tay hắn ta quất mạnh xuống, trường thương hung hăng nện xuống hệt như một con rồng điên. Tư Tuyết Hy nhíu chặt mày, yên lặng tránh đi. Ông. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mũi thương đánh hụt, phát ra âm thanh ông ông giữa không trung, tạo thành một tiếng nổ mạnh. Có thể thấy được một kích này nặng đến mức nào, nhưng công tử Trường Cát lại có thể tùy ý nhấc lên. Chẳng những có thể nhấc lên một thương mang sức nặng đủ phá núi, mà hắn ta còn có thể nhân cơ hội uy lực chưa tan hết để mà quét ngang. Lực cũ còn chưa tan, đã có lực mới rót vào, có thể nói một thương quét qua này thật sự hung ác đến cực điểm. Thương pháp tuyệt diệu. Lâm Nhất nhìn không được tán thưởng. Tuy thoạt nhìn thương pháp của người này rất bình thường, không có gì là cao siêu, nhưng trên thực tế, mỗi một kích đều dốc toàn lực. Khi uy lực chiêu trước còn chưa tan thì chiêu sau đã chồng lên, uy lực có thể tăng lên ít nhất là một nửa. Như vậy, uy lực sẽ liên tục được chồng chất lên. Uy lực ngày càng to lớn, sớm muộn gì cũng lớn đến mức chỉ dựa vào khí thế đã đủ đánh chết đối phương. Quả nhiên, trên đài chiến, ban đầu, thương pháp của công tử Trường Cát có vẻ bình thường, nhưng càng ngày, nó càng trở nên khủng bố. Sau 10 chiêu, uy áp phát ra trên người hắn ta đã vọt đến cảnh giới tử phủ. Thế công như vũ bão, càng về sau càng khiến người ta đứng không vững. Lại 3 chiêu trôi qua, lúc này, thương huyền u của Trường Cát đã đạt đến tình trạng nghe mà rợn người. Mắt thấy không thể tránh khỏi một kích này, chợt Tư Tuyết Hy nở nụ cười. Ngay khi thương huyền u sắp quét về phía mình, hắn ta đột nhiên nhảy vọt lên không, vững vàng rơi xuống trên mũi thương. Cảnh tượng hung hiểm vừa diễn ra khiến dưới đài vang lên từng trận kinh hô, mọi người cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nếu chậm một nhịp,
e là Tư Tuyết Y sẽ bị đánh thành thịt vụn. Còn nếu dám rơi vào thân thương, một khi Trường Cát hất văng hắn ta xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Thịch thịch thịch. Chương 1424 đây chính là võ hồn của Tư Tuyết Y. Không ai ngờ, Tư Tuyết Y đứng trên mũi thương lại nở nụ cười. Hắn ta giang hai tay ra, bắt đầu chạy nước rút theo mũi thương. Sắc mặt Trường Cát thoáng thay đổi, cả người hắn lui về sau, cổ tay điên cuồng lay động. Ầm ầm. Phút chốc, thương huyền u tựa như núi lửa bộc phát, cuộn trào mãnh liệt. Nhưng Tư Tuyết Y lại dễ dàng di chuyển trong đó, thân hình hắn trở nên bồng bềnh, tay cầm quạt xếp, vẫn không rơi xuống. Bất kể thương có đong đưa như thế nào thì hắn vẫn có thể tiến dần về phía trước. Rơi, Trường Cát chợt quát một tiếng, hắn tỉnh táo đưa ra quyết định. Thân hình thoát ẩn thoát hiện, tay phải nắm chặt chuôi thương, nhấc mạnh lên. Tư Tuyết Y buộc phải hạ xuống, nhưng nơi hắn ta đặt chân lại cách Trường Cát không đến một người. Chân còn chưa hoàn toàn hạ xuống, hắn ta đã khép người lại, cả người hệt như một thanh kiếm sắc bén, bắn thẳng về phía cổ họng đối phương với tốc độ tia chớp. Khoảnh khắc hung hiểm khiến người xem cảm thấy cực kỳ hồi hộp, mọi người đều lộ vẻ căng thẳng. Soạt. Trong giây phút đó, vẻ mặt Trường Cát không hề thay đổi, hai tay nắm lấy trường thương, điên cuồng xoay tròn trước người. Keng keng keng. Trường thương xoay tròn như gió, phòng thủ rất chặt chẽ. Mặc kệ thế công của Tư Tuyết Y có mạnh mẽ và tàn nhẫn cỡ nào thì cũng không thể xuyên qua được. Trái lại, trường thương huyền u xoay tròn đã kéo theo khí thế trên người Trường Cát lần nữa tăng vọt đến đỉnh phong. Lui. Tư Tuyết Y liên tục công kích nhưng thất bại, mũi chân hắn ta điểm nhẹ xuống đất, điên cuồng lui về sau, hòng trốn thoát. Dừng ở đây thôi. Trường Cát vẫn luôn duy trì tỉnh táo, khi Tư Tuyết Y quyết định lui về sau, hắn ta liền ném trường thương trong tay ra. Ầm. Sau khi xoay tròn một hồi lâu, khí thế và chân nguyên ẩn chứa trong thương huyền u đã đạt đến mức kinh người. Ngay khi Trường Cát phóng nó ra, trời đất trở nên xám xịt. Uy lực của một kích này khiến đài chiến bắt đầu rung lắc dữ dội. Giữa không trung liên tục vang lên tiếng nổ mạnh, mũi thương đâm rách không khí, bởi vì tốc độ của nó quá nhanh nên đã ma sát mạnh với không khí, tạo thành tia lửa điện. Một kích này cực kỳ đáng sợ. Trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười của Tư Tuyết Y cũng thoáng hiện vẻ nghiêm túc. Thiên kính bay dưới ánh trăng, vân sinh kết hải lâu. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một dòng sông gợn sóng đột ngột xuất hiện. Nước sông bao la, dịu dàng như trinh nữ. Trên mặt nước xuất hiện một vàng trăng sáng, hệt như một chiếc gương soi từ tiên cung, dưới làn nước mờ ảo, thấp thoáng bóng dáng tòa nhà cổ xưa. Dị tượng thiên địa, đây chính là võ hồn của Tư Tuyết Y. Dù không phải lần đầu nhìn thấy, nhưng Lâm Nhất vẫn cảm thấy rất rung động. Từ xưa đến nay, kẻ sở hữu võ hồn có thể sản sinh ra dị hưởng. Không ai không trở thành nhân tài kiệt xuất. Hồng hộc, nhờ vào uy lực của dị tượng, rốt cuộc một thương đáng sợ kia chậm lại đôi chút. Chương 1425 lại một con ngựa chiến được sinh ra. Tư Tuyết Y giang hai tay ra, cùng bay vọt lên trời với tòa tiên cung trên mặt nước kia. Ầm. Đến khi trường thương nện xuống đất, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, khoảng không xung quanh không ngừng chấn động. Nước sông bị đánh tan, dòng sông bao la võ hồn dị tượng của Tư Tuyết Y lập tức xuất hiện vết nứt, kế đó tan biến hoàn toàn. Đồng thời, mũi thương của thương huyền u đâm thủng sàn đài chiến, thân thương uốn lượn như rồng. Tuy nhiên, nước sông tan biến nhưng trăng sáng vẫn còn đây. Trăng tựa như một tấm gương sáng, dưới ánh trăng, bóng thiếu niên mặc áo trắng mờ ảo, bồng bềnh, đẹp không sao tả xiết. Xíu, yêu yêu. Quạt xếp trong tay hắn đột nhiên lao ra như phi châm, mang theo luồng hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng. Phập. Trường Cát vốn muốn đến rút thương huyền u ra, bỗng nhiên, cả người hắn ta ngã quỵ. Tư Tuyết Y từ từ hạ xuống dưới ánh trăng mờ ảo, dẫm lên thân thương huyền u đang không ngừng run lên như một con rồng phát cuồng. Vốn dĩ thương huyền u đang run lên từng hồi, hệt như một con dao long cáu kỉnh, khiến cho đài chiến lắc lư dữ dội. Nhưng ngay khi Tư Tuyết Y rơi xuống, nó lập tức trở nên yên tĩnh. Tay áo như mây, Tư Tuyết Y vẫy tay, bắt lấy chiếc quạt đang bay tới.
Tư Tuyết Y khẽ phe phẩy quạt, từ trên cao nhìn xuống, dung mạo tuyệt đẹp, dưới ánh trăng càng khiến người ta say đắm. Hắn ta nhìn đối phương, khẽ giọng nói, công tử Trường Cát, thắng thua đã định. Trước ngực công tử Trường Cát có một vết thương dữ tợn, máu tươi đang không ngừng chảy ra. Vết thương này trông cực kỳ đáng sợ, tuy không chí mạng, nhưng quả thật đã thua rồi. Đòn tấn công mạnh nhất không làm bị thương đối phương, ngược lại để đối phương khống chế vũ khí của mình. Dù có đấu nữa cũng tốn công vô ích, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. Trường Cát nhìn chăm chăm đối phương, thấp giọng nói, trả thương Huyền U cho ta đi. Nó không thích bị người ta đạp dưới chân. Nói hay lắm. Tư Tuyết Y lộ ra nụ cười, cơ thể nhoáng lên, tay áo như mây chuyển động, quạt trong tay quét ra. Vù. Thương Huyền U bay ra khỏi mặt đất, tựa như một tia chớp, bay tới tay công tử Trường Cát. Trường Cát liếc nhìn Thương Huyền U, trong mắt lóe lên sự bất cam, đưa mắt nhìn về phía trọng tài, tài không bằng người, ta nhận thua. Công tử Trường Cát phát theo trường thương đi xuống khỏi võ đài, trông rất cô đơn, nhưng không ai chú ý đến hắn ta. Ánh mắt của mọi người đều dừng ở Tư Tuyết Y trên võ đài, áo trắng như tuyết, người cũng như tên, đẹp hơn cả phong hoa tuyết nguyệt. Lại một con ngựa chiến được sinh ra. Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang, dùng khí thế mạnh mẽ đánh bại công tử Trường Cát của Tần Thiên Học Phủ. Tiếp sau Lâm Nhất, thêm một người nữa đánh bại công tử trong Long Môn tranh tài. Đây là kết quả rất nhiều người không thể ngờ được trước khi trận đấu diễn ra. Trong con mắt của bọn họ, hai chữ công tử gần như là vô địch. Trừ phi công tử gặp công tử, nếu không thì không thể nào thua sớm hơn. Chương 1426 chỉ vì hắn ta quả thật có thực lực này. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Lâm Nhất giết chết công tử Dạ, sau đó là Tư Tuyết Y đánh bại công tử Trường Cát. Là thực lực của công tử Trường Cát không mạnh sao? Đương nhiên không phải, một thương chấn động đất trời của hắn ta đừng nói là võ giả cảnh giới huyền võ, cho dù là cao thủ tử phủ ở đây cũng phải kinh ngạc. Nhưng Tư Tuyết Y còn mạnh hơn. Thiên kính bay dưới ánh trăng, vân sinh kết hải lâu. Sau khi hắn ta tế võ hồn đã thể hiện thực lực vượt xa Trường Cát. Là công tử Dạ không mạnh sao? Cũng không phải, kiếm pháp của hắn ta làm người khác chấn động. Chỉ dựa vào tu vi hùng hậu là đủ để đánh bại cao thủ tử phủ bình thường. Đáng tiếc hắn ta lại gặp phải Lâm Nhất, sau khi Tử Diên kiếm quyết thăng lên tầng 9, vũ khí bí mật của hắn ta cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhiều người đã cảm giác được, thời đại đã đổi khác, Đại Tần đế quốc sắp thay đổi long trời lở đất. Long môn tranh tài đợt này khác với bất cứ đợt nào trước kia, luôn có điều bất ngờ xảy ra, cái gọi là đánh cược bảng xếp hạng đều là ảo vọng. Ngựa chiến liên tiếp xuất hiện, mọi chuyện đều có khả năng. Không đến phút cuối, không ai có thể nói trước ai sẽ là người đứng đầu bảng. Chẳng mấy chốc, trận cuối cùng của cuộc chiến dị tổ, cũng là trận chiến quan trọng thứ nhì, chính thức bắt đầu. Công tử Tần Vũ đối chiến với công tử Quan Sơn. Sau khi công chúa Phượng Hoa dứt lời, hai bóng người gần như đồng thời đáp xuống võ đài. Công tử đối chiến công tử. Người được gửi gắm hy vọng cho vị trí đầu bảng nhiều nhất Tần Vũ đối mặt với đối thủ mạnh nhất từ đầu trận đấu đến nay. Tần Vũ, nếu ta và ngươi thật sự đánh với nhau thì e rằng không biết đến bao giờ. Thay vì như vậy, chỉ bằng trận chiến này chúng ta một chiêu định thắng thua, nếu ai thắng cũng bớt bại lộ một vài tuyệt chiêu. Công tử Quan Sơn nhìn về phía đại hoàng tử Tần Vũ, đột nhiên lên tiếng. Không sao, dù gì ngươi cũng sẽ thua. Ngươi muốn phân thắng thua trong một chiêu, ta theo ý ngươi cũng được. Đại hoàng tử Tần Vũ tỏ ra bình tĩnh, nở nụ cười, trong vẻ thong dong trấn định còn xen lẫn khí phách nắm giữ toàn cục, ngoài ta còn ai có thể thắng. Công tử Quan Sơn nhíu mày, có chút không vui, nặn ra một nụ cười, ngươi thật là ngông cuồng, không sợ đây là cái bẫy ta cố ý thiết kế sao. Xưa nay ta đều như vậy, Long Môn tranh tài lần này ta chắc chắn sẽ giành hạng nhất. Không ai ngăn cản được ta. Công tử Vân Chân không thể, công tử Nham Tâm không thể, Quan Sơn ngươi cũng không thể. Bớt nhiều lời, so binh khí hay quyền cước, hay thân pháp và võ hồn, tùy ngươi quyết định. Sắc mặt Tần Vũ lạnh lùng, giọng nói đầy khí phách, vô cùng kiêu ngạo, cho người ta cảm giác áp bách to lớn. Nếu đổi lại là người khác,
người xem chiến trong quảng trường Long Môn này chắc sẽ cười hắn ta ngông cuồng. Nhưng hắn ta lại là Tần Vũ, người nổi danh nhất trong Long Môn tranh tài đợt này, không ai dám nói gì. Chỉ vì hắn ta quả thật có thực lực này. So trưởng pháp đi, ai thua thì không cần đấu nữa, tự động rời đi. Công tử Quan Sơn nhìn Tần Vũ, thấp giọng nói. Chương 1427 thế mà không tẩu hỏa nhập ma, đúng là chuyện lạ. Tần Vũ nhếch miệng cười, thản nhiên nói, ta khuyên ngươi đổi cái khác đi. Nếu so cái khác, ngươi còn có 2-3 phần có thể thắng được ta. Nếu chỉ so trưởng pháp, nửa phần thắng ngươi cũng không có. Vẫn phải thử rồi mới biết. Công tử Quan Sơn không đổi, vẫn chọn đấu trưởng pháp. Không cần thử, vì ngươi đã thua rồi. Dứt lời, Tần Vũ nhướng mày, ngoài dữ liệu của tất cả mọi người, hắn ta đạp chân xuống mặt đất, ra tay trước, chớp mắt đã đến trước mặt công tử Quan Sơn. Hắn ta không hề do dự, nhấc tay tung trưởng, đánh mạnh tới. Ầm. Trong chớp mắt, trong cơ thể Tần Vũ phóng ra tia sáng chói mắt, giống như mặt trời thiêu đốt, toàn thân đỏ rực. Khí tức đỏ rực tuôn trào, trưởng mang bùng lên tia sáng vô cùng mạnh mẽ, vô cùng bá đạo, chói mắt hơn cả mặt trời. Khí thế toàn thân bùng nổ đáng sợ, luồng khí thế này thống trị thiên hạ, kiệt ngạo tám phương. Công tử Quan Sơn vốn tràn đầy tự tin chợt lộ vẻ kinh hãi, hoàn toàn không ngờ trưởng mang của Tần Vũ đáng sợ như vậy. Chỉ một luồng khí tức nóng rực này đã khiến toàn thân hắn ta đau đớn như bị lửa thiêu cháy. Trong nháy mắt, hắn ta đánh ra một trưởng nghênh đón. Ầm. Hai trưởng vừa chạm nhau, công tử Quan Sơn lập tức bị đánh bay đi, rơi xuống đất, đau đớn không thôi. Phụt. Hắn ta liên tục nôn ra 3 ngụm máu, chân nguyên nóng rực của đối phương tàn phá điên cuồng trong cơ thể hắn ta, thiêu cháy tất cả. Huyền Dương Quyết. Công tử Quan Sơn không tin nổi nhìn về phía Tần Vũ, hạ giọng nói, công pháp cấp địa, sao ngươi có thể tu luyện công pháp cấp địa, không thể nào. Trên thế giới có rất nhiều chuyện không thể, ta đã nói so trưởng pháp thì ngươi không có nửa phần thắng, cút đi. Tần Vũ lạnh lùng, không nhiều lời với công tử Quan Sơn. Hắn ta nhấc tay tung ra một trưởng, chân nguyên đáng sợ ngưng tụ thành trưởng mang nóng rực, cuồn cuộn tuôn trào, đánh bay công tử Quan Sơn. Dưới võ đài, ai nấy đều kinh ngạc. Trận chiến giữa các công tử kết thúc nhanh chóng trước mắt mọi người. Trong 16 trận đối chiến dị tổ, trận chiến giữa hai công tử này lại kết thúc nhanh nhất. Dù là công tử Vân Chân ba trưởng đánh chết đối thủ cũng không kinh động bằng Tần Vũ một trưởng đánh bại Quan Sơn. Trên chiến đài, đại hoàng tử Tần Vũ lạnh lùng kiêu ngạo nhìn quanh tất cả mọi người, vô cùng bá đạo. Nơi ánh mắt hắn ta lướt tới mang lại cảm giác áp bách cực mạnh cho người khác. Đáng sợ quá, lời đồn hóa ra là thật. Tần Vũ đã tu luyện công pháp cấp địa, lại còn là công pháp cấp địa Huyền Dương Quyết của Huyền Dương Điện. Thế mà không tẩu hỏa nhập ma, đúng là chuyện lạ. Là một hoàng tử, xem ra hắn ta có vài bí mật người khác không biết. Vậy là người đứng đầu Long Môn tranh tài là hắn chứ không ai khác. Chương 1428 rất tốt. Bên dưới, tiếng xôn xao truyền ra, nhiều người nhìn về phía Tần Vũ với ánh mắt đầy kiêng dè. Đến đây, 16 người đứng đầu trong Long Môn tranh tài đã được phân định. Tiểu sư đệ, lúc cuối ánh mắt Tần Vũ nhìn đệ sợ là không có ý tốt. Trong Lăng Tiêu Kiếm Các, Trần Huyền Quân nhỏ giọng nói, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Độ mạnh của Tần Vũ thực sự vượt xa dự liệu của mọi người. Khó tránh khiến người khác lo lắng cho an nguy của Lâm Nhất. Người trong thiên hạ đều biết, hắn ta muốn giết ta trong Long Môn tranh tài, nhưng vậy thì đã sao? Ta đã đến đây rồi thì sẽ không sợ hắn ta. Lâm Nhất bình tĩnh, nhẹ giọng đáp. Sự quyết đoán và khí phách trong lời nói lại khiến mọi người sửng sốt. 16 người đứng đầu đã phân định rồi sao? Đúng lúc đó, trên không đột nhiên vang lên giọng nói giả nua. Mọi người nhìn tới nơi phát ra giọng nói, lại không thấy ai cả. Tần Vương ngồi trên ngai vàng tử thanh mặt hơi biến sắc, vội vàng đứng dậy, thánh sứ tiền bối, 16 người đứng đầu đã phân định rồi, theo như quy tắc đợt trước, trình tự tiếp theo nên do ngài chủ trì rồi. Không cần đâu, Long Môn tranh tài lần này rất thú vị, vẫn còn điều chưa biết, ta không vội xuất hiện.
Các vị trẻ tuổi hãy cố gắng, Long Môn tranh tài đợt này, người có thể tiến vào vòng loại 8 đều sẽ có được một phần lễ vật của ta. Thứ hạng càng cao, đương nhiên lễ vật sẽ càng nặng. Ba người đầu bảng, ta đều sẽ tặng thêm một món bảo khí, còn người đứng đầu bảng, ta sẽ đích thân đáp ứng một yêu cầu của người đó. Giọng nói của Thánh Sứ vang vọng trên quảng trường Long Môn, lập tức khiến mọi người sôi sục nhiệt huyết. Người có thể tiến vào vòng loại 8 đều có thể nhận được một món lễ vật của Thánh Sứ đương nhiên có giá trị không nhỏ. Ba người đứng đầu bảng còn có thể nhận được một món bảo khí, người đứng đầu thì vẫn như vậy, có thể để Thánh Sứ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Long Môn tranh tài sở dĩ có sức hấp dẫn lớn đến vậy, ngoài sức ảnh hưởng của bản thân nó ra, điều thu hút mọi người nhiều nhất chính là phần thưởng của Thánh Sứ. Nhưng Thánh Sứ nói vẫn còn điều chưa biết, không vội xuất hiện, lẽ nào Thánh Sứ nghĩ Tần Vũ chưa chắc đã giành hạng nhất. Trong lòng nhiều người dâng lên một tia dự cảm, càng mong chờ phần tiếp theo của trận đấu. Nếu Thánh Sứ đã nói vậy thì chắc chắn vẫn còn tuyệt chiêu nào đó chưa tung ra, chưa dốc hết sức. Những lượt sau vẫn nên để ngươi chủ trì đi, bảo đảm công bằng là được. Bản vương tỏa trấn ở đây, chắc chắn không dám có bất cứ sự thiên vị nào. Tần Vương nghiêm nghị, thấp giọng đáp lại. Rất tốt. Dư âm lượn lờ, cuối cùng Thánh Sứ vẫn không lộ diện, khiến nhiều người hơi thất vọng. Tần Vương nhìn quanh, hạ giọng nói, lời của Thánh Sứ mọi người cũng nghe thấy rồi, quy tắc của các vị cũng đã biết. Vòng loại 16 vẫn như trước, 16 người đứng đầu trong cuộc chiến dị tổ, sắp xếp thứ tự theo thời gian dài ngắn, sau đó người đứng đầu đối trận người đứng cuối, người đứng thứ hai đối trận người đứng thứ hai từ dưới lên, người đứng thứ ba đối trận người đứng thứ ba từ dưới lên, cứ như vậy định ra 8 người đứng đầu. Lâm Nhất nghe thấy thì hơi bất ngờ. Không ngờ lần tranh đấu vòng loại 8 lại tiến hành theo cách này, quả thật ngoài dữ liệu. Chương 1429 lại là công tử. Tạm thời quyết định thứ tự theo thời gian chiến thắng, vậy thì chắc chắn Tần Vũ sẽ là người đứng đầu, hắn ta một chiêu đánh bại công tử Quan Sơn. Người đứng thứ hai chắc chắn là công tử Vân Chân, hắn ta ba chiêu đã đánh chết đối thủ. Hai người họ hầu như chắc chắn sẽ tiến vào vòng loại 8. Thứ bậc càng cao, đối thủ đối trận sẽ càng yếu, ưu thế tiến vào vòng loại 8 sẽ càng rõ ràng. Quy định như vậy ắt sẽ có người không phục. Bởi vì hai người đối đầu với Tần Vũ và công tử Vân Chân chắc chắn sẽ không có bất cứ cơ hội nào để vào vòng loại 8. Nhưng cũng không thể không nói, trong tình huống không có gì để tham chiếu, dùng thời gian chiến thắng để tạm quyết định thứ tự là phương pháp duy nhất. Thứ tự của Lâm Nhất chắc chắn sẽ không cao, dù sao đối thủ của hắn là công tử Dạ, hai người giao đấu cũng phải trăm chiêu. Tiếp đó, trưởng lão các tông tiến lên, lần lượt xác định thời gian chiến đấu của đệ tử mình. Không lâu sau, Lạc Phong trưởng lão đã quay về, sắc mặt có chút khó coi. Ông ta nhìn Bạch Lê Hiên nói, Bạch Lê Hiên, người đứng thứ 8, đối thủ là Chu Hoàng đứng thứ 9. Chu Hoàng của Đại Tần Đế Quốc, con trai trưởng của gia tộc Chu Thị, một trong tứ đại tông tộc, cao thủ của Tần Thiên Học Phủ. Đối thủ này không mạnh cũng không yếu. Áp lực đối với Bạch Lê Hiên không lớn. Ta thấy thực lực của Chu Hoàng tương đương với Tả Vân, ngươi vào vòng loại 8 ắt hẳn không có gì ngoài ý muốn. Lạc Phong nhìn về phía Bạch Lê Hiên, nhẹ giọng nói. Có thể lọt vào vòng loại 8 cũng có nghĩa là Bạch Lê Hiên sẽ trở thành tân công tử, có được tư cách tham gia quần long thịnh yến. Tuy nhiên thái độ của Bạch Lê Hiên lại rất bình tĩnh, không có cảm xúc vui sướng. Mà chỉ thản nhiên nói, dù đối thủ không phải Chu Hoàng thì việc ta lọt vào vòng loại 8 cũng không có gì là bất ngờ. Lạc Phong trưởng lão cười gượng, cũng không nhiều lời, có điều, khi nhìn sang Lâm Nhất, thái độ của ông ta lại nghiêm túc hẳn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều cảm giác có gì đó không ổn. Diệp Phong đã bị đào thải thoáng giật mình, ánh mắt hắn ta lóe lên tia khác thường. Trong trường hợp bản thân bị loại, đương nhiên hắn ta không mong Lâm Nhất có thể tiến xa. Nếu tên này lọt vào vòng loại 8 thì quả thật là đả kích đối với hắn ta. Số thứ tự của ngươi là 11, đối thủ của ngươi có số thứ tự là 6, công tử Nham Tâm. Lạc Phong trưởng lão đưa cho Lâm Nhất một miếng ngọc bội, mặt phải có khắc tên, mặt trái có khắc số thứ tự.
Quả nhiên là số thứ tự 11, Lâm Nhất cũng không cảm thấy quá bất ngờ về điều này. Có điều, khi hắn nhận lấy ngọc bội, lúc ngẩng đầu thì vừa khéo nhìn thấy một ánh mắt đang hướng về phía mình. Đó là công tử Nham Tâm, trong tay hắn ta cũng có một miếng ngọc bội. Tên này nhếch miệng cười với hắn, ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt có chút dữ tợn. Lại là công tử. Không biết nên nói số của Lâm Nhất quá may mắn hay là quá xúi quẩy nữa. Trận vòng loại 16 thì đụng công tử Dạ, vòng loại 8 thì đụng phải người càng mạnh hơn công tử Nham Tâm. Hiển nhiên, thực lực của công tử Nham Tâm chắc chắn sẽ hơn công tử Dạ. Chương 1430 không thể không phục. Khoan nói đến việc Hỗn Nguyên Tông, một trong tứ đại tông môn, vốn có căn cơ vững chắc hơn Vân Tiêu Kiếm Các rất nhiều, chỉ riêng xếp hạng thì công tử Nham Tâm cũng đã cao hơn công tử Dạ rồi. Trong quá trình diễn ra Long Môn tranh tài, thực lực mà công tử Nham Tâm thể hiện chỉ mới là một góc của tảng băng mà thôi, vậy mà đã khiến người ta phải kính sợ. Trong trận đại chiến trước đó, hắn ta đã dùng sức mạnh thập đỉnh nện đối phương chia năm xẻ bảy. Thủ pháp tàn bạo, sát phạt quyết đoán, vô cùng đáng sợ. Sau khi Tần Vương trên ngai vàng Tử Thanh công bố thứ tự, quảng trường Long Môn lập tức dậy sóng. Không thể không nói, nhóm Tần Vũ xếp ở các thứ hạng đầu quả thật rất may mắn. Gần như không hề có áp lực, ổn định tiến vào vòng loại 8. Nhưng có nói nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng, bởi lẽ thứ tự mà những người này có được là do chính bọn họ liều mạng đánh ra được đấy. Không phải nói ngoa, bất kể là Tần Vũ dùng một trưởng đánh bại công tử Quan Sơn, hay là Vân Chân dùng ba quyền trong rồng ngâm hổ gầm để nện chết đối thủ thì cũng đều khiến người ta khó mà nói nên lời. Không thể không phục. Nham Tâm, tên nhóc này phải chết, Văn Ngạn Bác nhìn chằm chằm vào công tử Nham Tâm, lạnh lùng nói. Hỗn Nguyên Tông và Kiếm Các vốn là tử địch, còn về Lâm Nhất thì người này đã sớm trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đối với ông ta. Tại mật cảnh Ma Liên, ông ta phái ra ba tên đệ tử nòng cốt, nào ngờ cả ba đều chết trên tay hắn. Tuy nhiên, việc khiến Văn Ngạn Bác cảm thấy uất nghẹn hơn chính là Ngô Mạc Hàn và Tả Vân đều lần lượt bại dưới tay Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên. Nếu không áp chế được uy phong của Kiếm Các thì xem như trong Long Môn tranh tài lần này, thể diện và tôn nghiêm của Hỗn Nguyên Tông sẽ mất sạch, thua hoàn toàn. Yên tâm, ta sẽ khiến tên kiếm nô này phải hối hận khi đến đế quốc Đại Tần. Hắn dám khiến tông môn mất mặt, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Công tử Nham Tâm vuốt ve miếng ngọc bội trong tay, gương mặt hắn ta lộ rõ sự khoái trá. Tả Vân lộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, mãi một lúc lâu sau, hắn ta mới lấy hết can đảm nói, Văn trưởng lão. Ta cảm thấy tính cách của Lâm Nhất không tệ, không giống người có thù tất báo. Chỉ cần tông môn không gây rắc rối cho hắn thì chắc chắn hắn sẽ không trêu chọc Hỗn Nguyên Tông. Sư huynh chỉ cần dạy hắn một bài học là được rồi, không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Nếu thật sự giết hắn, sợ là Kiếm Các sẽ không bỏ qua đâu. Bốp! Nào ngờ, hắn ta vừa dứt lời thì đã bị Văn Ngạn Bác vung tay tát cho một cái. Ông ta cả giận nói, đồ khốn kiếp. Ngươi cũng dám lên tiếng à? Tông môn đầu tư nhiều tài nguyên cho ngươi như vậy, ngươi lại thua một cách nhục nhã. Thua Bạch Lê Hiên thì thôi đi, giờ còn ra mặt nói đỡ cho tên kiếm nô kia, mau câm miệng cho ta. Công tử Nham Tâm lạnh lùng cười, gằn giọng quát, Tả sư đệ, ngươi còn quá trẻ, đã là tử địch thì nào có chuyện bỏ qua chứ? Mau xin lỗi Văn trưởng lão đi, sau này không được nói như vậy nữa. Sắc mặt Tả Vân đỏ bừng, sau khi xin lỗi, hắn ta cũng không dám nói gì thêm nữa. Văn Ngạn Bác sầm mặt, không thèm để ý đến hắn ta, mà quay đầu nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt ông ta tràn đầy thù hận. Trên vị trí dành cho khách quý, tuy các đại tông môn ở cách nhau khá xa, nhưng ở đây đều là các thủ cảnh giới huyền võ, tâm tư sâu xa, giác quan thứ sáu rất nhạy, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể nghe rõ ràng. Ngay lập tức, có rất nhiều tông môn hướng mắt về phía bên này. Tuy nhiên, những tông môn đó cũng biết ân oán giữa Hỗn Nguyên Tông và Kiếm Các nên không có ý định nhiều lời. Chương 1431 yên tâm đi, ta sẽ không chết. Tuy nhiên, trên hàng ghế khán giả tại quảng trường Long Môn thì lại khác, bầu không khí lập tức sôi trào, rất nhiều người lén lút bàn tán. Lão già này cũng ác với người của mình quá đi chứ.
Lạc Phong trưởng lão thoáng cau mày, trầm ngâm nói, Lâm Nhất, ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu thấy có gì không đúng thì lập tức nhận thua. Khi nhìn về phía Lâm Nhất, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi. Bởi vì giờ phút này trên khuôn mặt điển trai của Lâm Nhất lộ ra vẻ dữ tợn hiếm hoi, khiến người cảm thấy rét lạnh. Lâm Nhất, ngươi có quen biết Tạ Vân à? Lạc Phong trưởng lão hỏi. Không tính là thân thiết, chỉ là từng hợp tác săn giết một con yêu thú trong lúc tôi luyện bên ngoài. Sát ý trào dâng trong lòng Lâm Nhất, hắn cũng không muốn nói nhiều. Quả thật mối quan hệ giữa hắn và Tả Vân không phải quá thân thiết, chẳng qua là hai người họ từng hợp tác đánh chết yêu thú, nên có vài phần kính nể lẫn nhau, có điều vì ân oán giữa hai tông nên bọn họ đã quyết định không thân. Lâm Nhất cảm thấy rất bất ngờ khi Tả Vân lại vì một chút kính nể kia mà ra mặt nói chuyện thay hắn. Cũng đúng. Trong mắt hắn ta, hắn chắc chắn sẽ chết trong tay công tử Nham Tâm. Và đối với Tả Vân, Lâm Nhất chết như vậy quả thật rất đáng tiếc, cho nên dù biết sẽ bị chất vấn, hắn ta vẫn đứng ra bênh vực lẽ phải. Có điều, không ngờ Văn Ngạn Bác đã sớm bất mãn với việc hắn ta bại dưới tay Bạch Lê Hiên, giờ thấy Tả Vân nói thay Lâm Nhất, ông ta liền vung tay tát hắn ta. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Hắn sẽ tiếp tục chà đạp lên gương mặt già nua này của Văn Ngạn Bác, ông ta sợ nhất bị mất thể diện, vậy thì để ông ta phải mất cho bằng sạch. Lâm Nhất khép hai mắt lại, trong lòng thầm ấp ủ sát ý. Theo hiệu lệnh của Tần Vương, cuộc chiến vòng loại 8 chính thức bắt đầu. Trận thứ nhất, Tần Vũ gặp Lâm Hiên, người đứng cuối cùng trong bảng đấu, đây là con trưởng của tông tộc Lâm Thị, hắn ta chỉ lắc lắc đầu rồi quyết đoán lựa chọn từ bỏ thi đấu. Danh sách người đầu tiên bước vào vòng 8 đã được xác định, là Đại Hoàng tử Tần Vũ. Đối thủ của công tử Vân Chân cũng lựa chọn từ bỏ thi đấu, người thứ hai đã được ghi tên vào danh sách. Trận đấu thứ ba, công tử Thủy Nguyệt gặp Mạc Luân của Huyết Cốt Môn, công tử Thủy Nguyệt vẫn như cũ, chưa hề tế ra Yên Vân Kiếm mà vẫn giành được chiến thắng một cách nhẹ nhàng. Trận đấu thứ tư là phong giã đấu với Thủy Vô Ngân của Ma Nguyệt Sơn Trang, kẻ được ví như một con hắc mã của Bách Thú Môn này vẫn tiếp tục thể hiện được khí thế xứng tầm với danh xưng hắc mã. Lần đầu tiên trong lịch sử Long Môn tranh tài, hắn ta đã trở thành người của một tông môn không nằm trong lãnh thổ Đại Tần mà lọt vào vòng loại 8 người mạnh nhất. Chương 1432 vị trí mà Lâm Nhất của Kiếm Các đang đứng. Từng người được xác định lọt vào vòng loại 8 cũng tượng trưng cho người mới được thăng cấp thành công tử, những người này trong vòng 3 năm tới đây sẽ trở nên nổi danh khắp Đại Tần, trở thành những người được tất cả mọi người quan tâm và chú ý đến. Đợi đến sau khi Bạch Lê Hiên chiến thắng Chu Hồng, một giọng nói trong vắt lạnh lẽo bỗng nhiên vang vọng khắp cả quảng trường Long Môn. Trận đấu thứ 8, công tử Nham Tâm Hỗn Nguyên Tông gặp Lâm Nhất của Kiếm Các. View. Lâm Nhất và công tử Nham Tâm đang nhắm mắt dưỡng thần gần như đồng thời mở bừng hai mắt, trong đáy mắt của mỗi người đều lóe lên ánh hàn mang. Bốn mắt nhìn nhau, còn chưa giao đấu đã có một luồng phong mang va chạm thật mạnh vào nhau. Quỳnh. Trong thoáng chốc, bầu không khí bỗng trở nên băng lạnh và u ám, người bình thường đều có thể nhận ra điểm khác lạ giữa hai người này. Đến rồi. Người cuối cùng trong danh sách 8 người mạnh nhất, không biết con hươu sẽ chết trong tay thợ săn nào. Hai con át chủ bài của Hỗn Nguyên Tông năm nay là Ngô Mạc Hàn và Tả Vân đều lần lượt thua bởi đệ tử Kiếm Các. Ông già Văn Ngạn Bác kia đã thua đến đỏ cả mắt ra rồi. Vừa rồi còn ra tay cả với người của mình nữa. Ha ha, ta cũng trông thấy rồi, cái tát đó không hề nhẹ đâu. Nhưng mà nói đi nói lại, Lâm Nhất này trước nay luôn chín chắn điềm tĩnh, rất ít khi lộ ra sát ý, vậy mà trận chiến này nhìn hắn lại đáng sợ như vậy. Ngươi cũng để ý thấy à, ta còn tưởng là mắt mình bị hoa nữa chứ, ánh mắt của Lâm Nhất này đáng sợ quá, chiến đấu đến tận bây giờ mà ta còn chưa từng thấy hắn nổi giận như vậy. Bên dưới đài mọi người xôn xao bàn luận, không khí cũng nóng hẳn lên. Trên khán đài dành cho khách quý, những người đã được xác định nằm trong danh sách vòng loại 8 người đứng đầu là công tử Phi Vũ, công tử Vân Chân, công tử Thủy Nguyệt, còn có Tư Tuyết Hy, Bạch Lê Hiên, Phong Dã đều vô cùng tập trung vào trận đấu này. Ánh mắt của bọn họ như không hẹn mà gặp đều nhìn về cùng một hướng. Vị trí mà Lâm Nhất của Kiếm Các đang đứng.
Thiếu niên gánh trên mình cái danh kiếm nô, từ thuở ban đầu trông chẳng có gì nổi bật đã đi được đến ngày hôm nay, giết chết công tử, thăng cấp lọt vào vòng loại 16 người đứng đầu. Thực lực mà hắn thể hiện ra đã khiến cho nhóm yêu nghiệt của Long Môn tranh tài khóa này phải sinh lòng kiêng kỵ, không thể không chú ý đến hắn nhiều hơn. Bất luận là hận hay không hận thì cũng đều không thể không chú ý đến người thiếu niên này. Trái lại khiến người ta phải ngạc nhiên, không ngờ được tên kiếm nô nhà ngươi lại thực sự có chút giao tình với tên sư đệ vô dụng kia của ta. Nhìn Lâm Nhất ở phía xa đang không hề che giấu sát ý của mình, công tử Nham Tâm nhếch miệng cười, nói bằng giọng đầy khiêu khích. Thần sắc Lâm Nhất lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến người này, chỉ từ từ đi về phía chiến đài. Chương 1433 người đi đâu mất rồi? Hừ, chết đến nơi rồi còn không biết tự lượng sức. Công tử Nham Tâm lạnh lùng hừ một tiếng, bàn chân đạp mạnh lên nền đất bật người bay lên chiến đài. Rào! Chỉ thấy bóng dáng hắn loáng lên, Lâm Nhất đang bước đi từ từ, khẽ nhướn mày, thất huyền bộ lập tức bị hắn đẩy lên đến cực điểm. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai bóng dáng từ hai phía khác nhau nhào người lao lên không trung. Một chiếc bóng trong đó giống như thanh kiếm sắc bén xé rách bầu không lao đến, trong âm thanh kiếm ý vang vọng, phảng phất những đám mây trên trời cũng đang rung lên. Mà một chiếc bóng khác thì lại phảng phất như con man thú thượng cổ, mang đầy khí tức thô bạo như muốn ăn sống nuốt tươi vạn vật. Cuộc tranh đấu giành suất cuối cùng vào vòng loại 8. Hai người này vốn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, nay lại càng trở thành tiêu điểm của tâm điểm. Khi hai người này đáp xuống trên chiến đài, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, thần sắc trong đáy mắt lạnh băng, khí thế khủng khiếp của bọn họ hung hăng va đập với nhau. Dường như vào giây phút khi bàn chân cả hai người chạm xuống nền đất là bọn họ đã bắt đầu xuất chiêu, một giây sau, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, hai bóng người của Lâm Nhất và công tử Nham Tâm đồng thời biến mất không thấy bóng dáng. Chuyện gì xảy ra vậy? Người đi đâu mất rồi? Trong quảng trường Long Môn, bốn phía người xem đều vô cùng ngạc nhiên, đầu óc mơ hồ. Nhưng không hề có bất cứ tín hiệu báo trước nào, nơi chính giữa của chiến đài Long Môn rộng lớn bỗng nhiên phát ra tiếng nổ rung trời. Một luồng kiếm quang hàm chứa kiếm mang vô tận và một luồng quyền mang tựa như man thú đột nhiên đập mạnh vào nhau. Uỳnh ầm ầm. Trong một thoáng, mây đen kéo đến đầy trời. Trong dòng chân nguyên sao động, bùng ra tiếng nổ chấn động đinh tai nhức óc, phảng phất như khiến cả quảng trường Long Môn chao đảo. Trong lúc bốn phía người xem trên quảng trường Long Môn đều ngây ra không hiểu gì và vẫn còn chưa kịp hoàn hồn liền nghe thấy một tiếng nổ nữa phát ra. Có không ít người đã bị tiếng nổ này làm rách cả màng nhĩ, thậm chí còn có người nôn ra máu tươi. Đợi đến sau khi bọn họ tỉnh táo lại, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi đột ngột, trong âm thanh xôn xao, bọn họ hướng mắt về phía nguồn cơn gây ra tiếng nổ. Chỉ thấy chỗ chính giữa chiến đài cổ xưa rộng rãi, một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng màu tím lấp lánh đang giao tranh lịch liệt với quyền mang thô bạo vô cùng. Giữa không trung, nơi giao tranh, dư âm sao động tạo thành những làn sóng dập dềnh như sóng nước đang điên cuồng phát tán ra ngoài. Uỳnh uỳnh uỳnh. Chấm, dư âm kinh người hàm chứa sức mạnh quét sạch tám phương, trên chiến đài cổ xưa lập tức cuộn lên từng đám bụi cát xen lẫn đất đá. Cơn cuồng phong cuốn sạch tám phương, trên chiến đài Long Môn, rất nhiều võ giả đã bị gió bụi khiến cho không mở nổi mắt. Da mặt dưới sức ảnh hưởng của dư âm mà rung lên bần bật. Có một số võ giả thực lực yếu hơn thậm chí còn bị gió cuốn cho không thể ngồi vững được nữa. Phải biết khoảng cách giữa khán đài và chiến đài là gần 1.000 mét. Chương 1434 kiếm này khủng khiếp cỡ nào chứ? Kiếm quang và quyền mang tạo ra dư âm khủng khiếp đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Không thể tưởng tượng được, nếu như ngồi xem ở khoảng cách gần, dưới sức ảnh hưởng của dư âm sao động này thì không biết sẽ phải tử thương bao nhiêu người. Nơi giao tranh, vẻ mặt Lâm Nhất anh tuấn lạnh lùng, trong đáy mắt hàn mang sáng lấp lánh, kiếm ý bán bộ tiên thiên lại một lần nữa bùng lên, kiếm thế thủy nguyệt từ trên người hắn tuôn ra như những con sóng nước. Hắn biến nó thành một mặt hồ soi bóng trời xanh mây trắng, quần thể núi non, sóng nước như gương. Khói nước mênh mông. Táng hoa kiếm tạo ra vô số kiếm quang chi chít,
giống như mặt hồ sáng trong như gương bị vô số viên sỏi nhỏ ném xuống. Dưới luồng kiếm quang ngút trời, sao động tạo thành từng tầng sóng nước, hóa thành màn sương mênh mông. Người ấy kiếm ấy, giống như màn sương mênh mông dày đặc trên mặt hồ, khí thế cuồn cuộn nhưng lại hư ảo như sương như khói. Một kiếm này, sóng khói mênh mông, sương răng khắp trời. View, 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 view. Từng luồng kiếm quang mang theo thanh thế khủng khiếp, mỗi một luồng kiếm quang giống như màn sương răng khắp trời, sóng khói mênh mông, vô biên vô tận. Lâm Nhất chỉ trong một tích tắc đã sử dụng Tử Diên kiếm quyết chém ra hơn 90 luồng kiếm mang với sức mạnh khủng khiếp. Mỗi một luồng kiếm mang đều đủ để nghiền nát một nhân tài cảnh giới huyền võ tầng thứ 8. Thú vị! Đầu mày của công tử Nham Tâm khẽ nhíu, hắn ta rõ ràng cảm nhận được thực lực hiện tại của Lâm Nhất đã mạnh hơn rất nhiều so với 3 ngày trước đây. Giờ khắc này, đối diện với Thủy Nguyệt kiếm pháp cảnh giới hóa cảnh của đối phương, cho dù hắn ta là công tử Nham Tâm thì cũng cảm nhận được áp lực không hề nhỏ. Long tượng chiến quyền. Quỳnh, 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 quỳnh. Âm thanh va chạm dữ dội vang lên không ngớt, quyền mang bao hàm sức mạnh long tượng cổ xưa, mỗi một quyền tung ra giống như một con voi chiến đang rít gào phẫn nộ xông tới. Sau vài chục lần oanh tạc, đáy mắt công tử Nham Tâm thoáng qua nét kinh ngạc, cơ thể khẽ lùi lại phía sau. Mà trong mắt Lâm Nhất lúc này lại ánh lên luồng sát ý cực kỳ lạnh lẽo, quang mang của Táng Hoa kiếm bùng lên rồi lại chém ra một kiếm nữa. Lông mày công tử Nham Tâm khẽ nhíu lại, nhưng sắc mặt lại chưa từng thay đổi, cơ thể nhoáng lên một cái đã tránh thoát được kiếm này. Kiếm mang rơi xuống mặt đất, trên mặt chiến đài cổ xưa ngay lập tức bị cày thành một rãnh dài trông vô cùng đáng sợ. Kiếm mang khủng khiếp không dừng lại ở đó. Lực chấn của kiếm mang kia kéo vết nứt vượt cả ra ngoài chiến đài. Quỳnh. Khi kiếm mang rơi xuống khoảng đất trống giữa khán đài và chiến đài, mặt đất bỗng nhiên chấn động nứt ra một cái hố rộng nửa mét khiến cả quảng trường Long Môn đều rung chuyển. Nhóm người ngồi xem trận đấu khắp bốn phía mà trong đầu như vừa có một quả bom phát nổ. Kiếm này khủng khiếp cỡ nào chứ? Trên chiến đài còn có trận pháp hạn chế khiến người ta khó có thể quan sát một cách rõ ràng, nhưng đến khi nó vượt ra ngoài chiến đài thì mới thể hiện ra phần dữ tợn của mình. Tầm mắt lại quay trở về trên chiến đài Long Môn cổ xưa, trông nó lúc này như thể tách làm đôi bởi vết rãnh dài kia. Chương 1435 muốn tế ra sức mạnh thập đỉnh sao? Một kiếm mà đã chém đôi chiến đài. Tên kiếm nô này muốn lấy mạng của ta. Công tử Nham Tâm nhìn cảnh tượng này mà đồng tử co lại. 3 ngày không gặp, sự tiến bộ của tên kiếm nô nhà ngươi thực sự khiến người ta phải kinh ngạc, không chỉ tu vi đột phá huyền võ tầng thứ 10, chân nguyên cũng có thể đối đầu ngang hàng với ta rồi. Chẳng qua chỉ dựa vào chút thủ đoạn này thì ngươi vẫn còn non lắm, ta sẽ cho ngươi được mở mang tầm mắt, để thấy được cái gì mới được gọi là thực lực thực sự. Công tử Nham Tâm lạnh lùng cười. Bỗng nhiên quát lên, cơn giận cuồng dã. Chỉ thấy sức mạnh long tượng bao trùm khắp người hắn ta bỗng nhiên đổi thành màu đỏ máu, tiếng xương cốt trong cơ thể vang lên răng rắc giống như tiếng sấm rền. Chỉ trong chớp mắt, nhục thân của hắn ta phồng hẳn lên, mây đen kéo tới giữa thiên khung. Khí thế hung hãn mà hoang dã khiến cả bầu trời như tối sầm lại, mà một quyền vung ra sau đó lại giống như ngọn núi Thái Sơn áp xuống. Quyền mang như núi, nguy nga hùng vĩ. Muốn tế ra sức mạnh thập đỉnh sao? Lấy tên của kiếm, ta lệnh hoa nở. Phía sau lưng Lâm Nhất bỗng nhiên xuất hiện đường nét của đóa tử diên hoa bung nở, vừa tròn trịa lại vừa to lớn, mà kiếm thế trên người hắn lại tăng vọt, tử diên kiếm quyết điên cuồng bung ra, ngước mắt lên, táng hoa như mộng ảo, đâm ra một kiếm. Quỳnh. Quyền mang huyết sắc giống như ngọn núi to lớn nặng nề từ trên trời hung hăng nện xuống thân táng hoa kiếm, uỳnh ầm ầm, chiến đài cổ xưa lại nứt ra lần nữa trong tiếng nổ rung trời, ngay sau đó bỗng nhiên đổ sụp xuống tạo thành một cái hố sâu ghê rợn. Bụi cát mù mịt, gạch đá vụn đếm không xuể bắn tung lên trời. Trận pháp đặt trong chiến đài đã vỡ nát triệt để dưới sức mạnh va chạm giữa đòn tấn công của hai người. Nhìn cảnh tượng đáng sợ vô cùng này, tất cả mọi người đều như ngừng thở. Trước đó, công tử Nham Tâm lấy sức mạnh thập đỉnh xé xác một nhân tài huyền võ tầng thứ 10. Lúc đó tất cả mọi người còn không cảm nhận được sức mạnh thập đỉnh rốt cuộc đáng sợ cỡ nào.
bây giờ khi nhìn thấy chiến đài vỡ nát này thì đều không khỏi run sợ. Chỉ khi gặp phải đối thủ có sức mạnh tương đương mới có thể khiến người ta thực sự cảm nhận được thực lực của công tử, đối thủ quá yếu thì hầu như chẳng thể cảm nhận được gì. Đáng sợ, nghe nói chiến đài này dù để một cao thủ cảnh giới tử phủ tùy ý oanh tạc thì cũng sẽ không hề hấn gì. Hai tên quái vật này, thực sự đều chưa thăng cấp lên cảnh giới tử phủ sao? Có không ít võ giả sắc mặt tái nhợt, lầm bầm tự nói, trong giọng nói còn chứa đầy vẻ kinh hoàng. Chấm, cuộc tranh tài cho vị trí cuối cùng để vào vòng loại 8. Có rất nhiều người đoán được cuộc chiến của hai người này sẽ vô cùng ác liệt. Nhưng ngoại trừ một số ít người cảm thấy bất ngờ thì những người còn lại đều không ngờ đến cuộc tranh tài này lại giật gân đến thế, đến chiến đài cũng bị đánh cho nát tươm. Chương 1436 sức mạnh thập đỉnh. Ai có thể ngờ được chứ? Cái gọi là yêu nghiệt, có lẽ cũng chỉ thế này mà thôi. Trưởng lão cảnh giới tử phủ của một số tông môn đang ngồi trên khán đài khách quý nhìn thấy cảnh này cũng không kiềm được mà cảm thán. Dưới sự hiểu biết của bọn họ, cuộc tranh tài giữa hai người này đã không còn nằm trong phạm trù của cảnh giới huyền võ từ lâu rồi. Đừng nói là bán bộ tử phủ, cho dù là cao thủ mới bước vào cảnh giới tử phủ, có lẽ cũng không thể gây ra được hậu quả kinh khủng thế này. Nói một cách khác, sức mạnh chiến đấu thực sự của hai người này đã vượt qua cao thủ thông thường của cảnh giới tử phủ rồi. Trong lòng phần đông mọi người đều cảm thấy run sợ, công tử Nham Tâm có thực lực này thì cũng không có gì lạ, nhưng Lâm Nhất cũng có được sức mạnh tầm cỡ này. Rốt cuộc hắn che giấu bản thân kỹ đến đâu? Giữa chiến đài đổ nát, cuộc đại chiến vẫn đang tiếp diễn. Dưới sự thôi thúc điên cuồng của Tử Diên kiếm quyết, Táng Hoa kiếm phát ra kiếm thế ngút trời nện thẳng vào luồng quyền mang hung bạo màu máu kia. Sức mạnh thập đỉnh. Lâm Nhất đã phát giác ra được sức mạnh thập đỉnh của đối phương là sức mạnh hàng thật giá thật chứ không hề dựa vào bí thuật để kích hoạt mà thành. Loại khí tức hung hãn như man thú muốn nuốt sống mọi thứ, khiến Lâm Nhất cũng là người từng tu luyện Long Tượng chiến thể quyết đều cảm nhận được sự chấn động cực lớn. Nếu không phải kiếm quyết đã thăng cấp tầng thứ 9, có thể điều khiển hoa nở thì có lẽ hắn chắc chắn sẽ chết khi đối đầu với người này. Trước mắt sức mạnh đòn công kích của hắn có thể đạt đến bát đỉnh, nhưng bát đỉnh và thập đỉnh rõ ràng có sự khác biệt về bản chất. Sau khi sức mạnh đạt đến thập đỉnh thì khí thế của nó sẽ nảy sinh biến chất, trở nên cứng rắn khó mà phá hủy được, mạnh mẽ và vô cùng bá đạo. Tiểu kiếm nô, ngươi đã run sợ chưa? Long tượng chiến thể quyết của ngươi ở trước mặt ta cũng chỉ như một đứa trẻ đang chơi đồ hàng mà thôi, ha ha ha. Trong tiếng cười điên cuồng, sắc mặt công tử Nham Tâm đầy dữ tợn, song quyền như điện, không ngừng nện xuống. Thánh âm bùng nổ theo bóng quyền mang, sức mạnh thập đỉnh tiến hóa thành thánh âm, tiến hóa thành chiến ca cổ xưa và hoang tàn, vang vọng khắp tám hướng. Rầm, 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 rầm. Trong tiếng nổ ầm ầm của quyền mang, đường nét của đóa tử diên hoa khổng lồ trên đỉnh đầu Lâm Nhất đã xuất hiện một vết nứt nhỏ, run rẩy như sắp sụng xuống. Các cao thủ ngồi trên khán đài khách quý dần dần nhìn ra được chút manh mối. Thú vị, công tử Nham Tâm này thế mà đã thực sự đạt đến sức mạnh thập đỉnh mà không hề dựa vào bí thuật để kích hoạt. Khi khí lực đạt đến thập đỉnh thì sẽ xảy ra hiện tượng đột biến, nó giống như một kiếm khách mò mẫm được bậc cửa để tiến vào cảnh giới tiên thiên kiếm ý vậy. Hắn ta hẳn là đã từng gặp được cơ duyên kỳ ngộ, nắm được một loại ý cảnh nào đó. Nếu không thì sẽ không thể đạt đến được sức mạnh thập đỉnh. Có lẽ liên quan đến tòa Long Tượng Sơn được truyền lại từ nhiều đời của Hỗn Nguyên Tông kia. Nhưng cho dù như vậy, đến tận lúc này hắn ta cũng chưa thể làm gì được Lâm Nhất. Thủy Nguyệt kiếm pháp của hắn đã thăng cấp đến hóa cảnh, thôi thúc Tử Diên kiếm quyết đạt đến mức giới hạn, kiếm như cuồng phong bão táp, kiếm như cơn sóng cuộn thẳng lên 9 tầng mây, bộc lộ một cách sâu sắc phong mang của một kiếm khách. Chương 1437 bộ quyền này gọi là thôn tinh. Dù cho công tử Nham Tâm có chiếm chút ưu thế nhưng trong lúc quyền mang bộc phát, đối diện với kiếm thế lạnh lẽo này cũng vẫn phải kiêng dè vài phần. Chết! Trong lòng công tử Nham Tâm đầy bực bội quát lên một tiếng, quyền mang huyết sắc bỗng nhiên ngưng tụ thành con man thú đang gào rú, man thú há ngoác cái miệng rộng đen ngòm cùng răng nanh sắc bén bao hàm khí tức điên cuồng hoang dã mà hung hãn như muốn nuốt sống Lâm Nhất vào bụng. Tách ra.
Hai mắt Lâm Nhất khẽ nghiêm lại, Táng Hoa kiếm trong tay bung ra quang mang tựa như ánh trăng, một vầng ánh trăng hào hùng khoáng đạt ngưng tụ thành chùm kiếm mang màu tím cuồn cuộn lao đi. Kiếm mang giống như vầng trăng đang cháy hừng hực, một khi phát nổ sẽ ùn ùn cuốn sạch mọi thứ bằng ánh sáng của mình. Rầm, 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 rầm. Kiếm mang như vầng hạo nguyệt này va chạm dữ dội với quyền mang như man thú kia trong những âm thanh đì đùng giao tranh kịch liệt vang vọng khắp trời. Chiến đài Long Môn lộn xộn dưới chân đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát, những hố sâu đáng sợ xuất hiện khắp nơi, trong đống đất đá thỉnh thoảng lộ ra những linh văn vỡ nát đang phát sáng lập lòe. Dư âm được tạo thành từ cuộc giao tranh này của hai người hóa thành từng cơn gió táp, hết đợt này đến đợt khác quét ra phía ngoài. Trong tiếng gió rít gào, người xem bốn phía đều khẽ híp hai mắt, vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, khiếp đảm và run sợ từ tận đáy lòng. Đáng sợ! Đáng sợ quá! Sức mạnh khi kiếm quang và quyền mang va chạm khiến lòng người hoảng hốt, 32 tuyển thủ đã bị loại kia, ai nấy đều biến sắc, bất luận là công tử Nham Tâm hay là Lâm Nhất, có thể đi được đến đây đều không phải là do may mắn. Quỳnh! Giữa trời đất lại như có tiếng sấm nổ, chân nguyên sao động. Hai người nhanh chóng tách ra. Soạt. Bụi mù cuồn cuộn, vô số ánh mắt tập trung về phía hai người. Ha ha, thực không ngờ được, một tên kiếm nô nhỏ bé lại có thể ép ta đến bước này. Chẳng qua, chỉ đến đây thôi, từ giây phút khi ngươi bước chân lên chiến đài thì đã định một kết cục cho ngươi rồi. Nỗi sỉ nhục của Hỗn Nguyên Tông sẽ dùng cái chết của ngươi để tẩy sạch. Vẻ mặt công tử Nham Tâm đầy vẻ nghiêm trọng. Hai mắt bắn ra phong mang lạnh băng. Lâm Nhất nhướng mày không hé miệng, nhưng kiếm ý trong Táng Hoa vang lên u u đã nói rõ quyết tâm của hắn. 3 năm quá lâu, chỉ mong một sớm, tâm hướng về kiếm, sống chết có là gì. Cảm nhận được chiến ý trên người Lâm Nhất, khóe miệng công tử Nham Tâm khẽ cong lên, cười lạnh nói, đúng là tự tin, không sợ chết như vậy sao? Một chiêu tiếp theo đây là quyền pháp mà 3 năm trước ta tự sáng tạo ra, 3 năm trước không tính là hoàn thiện nên chưa sử dụng đến. 3 năm sau, bộ quyền này ta vốn định để sau khi gặp Tần Vũ thì mới thi triển, nhưng giờ sẽ để ngươi được mở mang tầm mắt một chút. Bộ quyền này gọi là thôn tinh. Trong lúc công tử Nham Tâm nói chuyện, 5 ngón của bàn tay phải đã từ từ nắm lại, luồng khí tức điên cuồng hoang dã mà hung hãn quanh người hắn lại bùng lên một lần nữa. Vào lúc 5 ngón tay hắn ta siết chặt, cả bầu trời hoàn toàn tối sầm, phảng phất như thực sự muốn nuốt chửng cả một bầu trời sao. Chương 1438 kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Trong bóng tối âm u, chỉ có bàn tay phải nắm thành quyền của công tử Nham Tâm là phát ra quang mang màu đỏ máu mà hung hãn. Nguồn năng lượng đáng sợ điên cuồng ngưng tụ vào trong quyền mang, quang mang màu đỏ máu như có sức sống, bắt đầu nhúc nhích trông vô cùng tàn bạo. Phát giác được luồng khí tức đáng sợ này, người xem bốn phía xung quanh quảng trường Long Môn ai nấy đều giật mình kinh hãi. Đến cả những cao thủ cảnh giới tử phủ ngồi trên khán đài khách quý, giờ phút này cũng cảm thấy trái tim của mình như trầm hẳn xuống. Dường như đến đám trưởng lão cảnh giới tử phủ như bọn họ cũng không dám đón đầu trực diện. Đáng sợ! Một quyền ấp ủ đến tận 3 năm sao? Sắc mặt của nhóm người Lăng Tiêu kiếm các đều trở nên nghiêm trọng, trong mắt Hân Nghiên đầy vẻ lo lắng. Hừ, lúc đầu Nham Tâm đã dùng một quyền này nện chết một tán tu cảnh giới tử phủ. Ta không tin tên kiếm nô này lại có thể chặn được. Văn Ngạn Bác vẻ mặt lạnh lùng, cực kỳ dữ tợn, đáy mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Như thể ông ta đã nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nhất sau một quyền này, chắc chắn hắn sẽ bị nện cho nát như thành bánh thịt. Mấy người công tử Thủy Nguyệt đã vào vòng loại 8 không khỏi nhíu mày. Một quyền này quả thật rất đáng sợ. 3 năm nay, e là công tử Nham Tâm đã dồn hết tinh lực vào việc nghiên cứu ra quyền này. Uy thế kinh hãi thế tục đang dồn nén từng chút một, cùng với đó, Lâm Nhất cảm nhận được áp lực lớn lao chưa từng có. Nhưng lòng của hắn, kiếm của hắn lại không hề căng thẳng hay luống cuống chút nào trước luồng áp lực khủng bố kia. Chiến ý trong mắt hắn sôi trào và đang điên cuồng khuếch trương. Hắn đã vô hạn tiếp cận kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh. Lúc này, giữa khoảng không u tối, kiếm rung lên dữ dội, bắn ra từng luồng kiếm ý xuyên thủng tầng mây,
tạo thành cảnh tượng xưa nay chưa từng có, khiến vạn vật run sợ. Ánh hào quang lấp lánh phát ra từ kiếm táng hoa ngày càng sáng chói, giữa bóng đêm vô tận, rốt cuộc nó cũng tỏa ra ánh thứ ánh sáng rực rỡ thuộc về mình. Trong bóng tối, không chỉ có ánh hào quang màu đỏ tươi kia. Một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Thủy Nguyệt kiếm pháp, chí âm tạo hàn, kiêu ngạo tột đỉnh. Kiếm thứ 10, Thiên Phá Vân. Một quyền này cũng xứng để ta thi triển Thủy Nguyệt kiếm pháp thức thứ 10 rồi. Ánh mắt Lâm Nhất lóe sáng, hùng hổ chém ra kiếm thế Thủy Nguyệt đã sớm đạt đến đỉnh phong. Một tiếng nổ rung trời vang lên, mặt đất đột ngột nổ tung. Kiếm thế Thủy Nguyệt ẩn chứa bá khí nồng đậm ngưng tụ thành một cái vòi rồng, cuốn lấy vô số đá vụn trong đống hoang tàn, ầm ầm trỗi dậy. Bầu trời vốn đã u ám, nay có thêm vòi rồng khủng khiếp, khiến nó dường như bị xé vụn ra. Kiếm ý đáng sợ bổ thẳng xuống, dị tượng liên tục phát sinh, từng tia chớp vạch nát bầu trời, dưới ánh chớp lập lòe, gương mặt tuấn tú của thiếu niên phủ lên một thứ ánh sáng mang tên Vĩnh Hằng. Thiên Phá Vân này chỉ có một chiêu. Xé trời đánh tan mây, tồn tại vĩnh hằng như ánh trăng. Cùng lúc đó, một quyền lực đỏ như sao mang tính hủy diệt cũng bộc phát hào quang màu đỏ thẫm răng kín trời, cùng với đó là những tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc, hai sát chiêu kinh thế hãi tục, đủ để chém giết tử phủ và vào nhau trên động để nát của đài chiến. Chương 1439 khủng bố. Ngay khi va chạm, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, khoảng không gian xung quanh rung lắc dữ dội. Ngoài đài chiến vương giả, bảy đài chiến còn lại tại trung tâm quảng trường Long Môn đều rung chuyển, và bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hai luồng khí thế cực kỳ đáng sợ giao nhau đã bộc phát toàn bộ, không chỉ là chân nguyên xáo động, dị tượng nghiền nát, mà còn có dư chấn khủng bố như hóa thành thực chất, quét qua bốn phương tám hướng với tốc độ tia chớp. Không xong rồi. Trọng tài đã sớm tránh sang một bên lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng đưa tay muốn ngăn cản dư chấn. Thần sách doanh đâu rồi? Trên ngai vàng tử thanh, Tần Vương khẽ cau mày, trầm giọng quát. Có. Từng bóng người vọt ra từ bốn phía quanh quảng trường Long Môn, đó đều là những chiến sĩ tinh nhuệ của thần sách doanh, bọn họ lục tục ra tay ngăn cản dư chấn còn sót lại. Chiến sĩ tinh nhuệ của thần sách doanh ít nhất cũng là nhân tài kiệt xuất đạt đến cảnh giới huyền võ tầng 8. Hơn 10 người đồng loạt ra tay thì ngay cả cao thủ tử phủ cũng phải nhượng bộ mà lui về sau. Nhưng luồng dư chấn kia vẫn tiếp tục quét ngang qua, dùng xu thế nghiền ép đánh bật tất cả. Phụt. Mười mấy tên tinh nhuệ của thần sách doanh bị sóng xung kích chấn cho hộc máu ngay tại chỗ. Đến cuối cùng, những dư chấn còn sót lại là do vị trọng tài có tu vi thâm hậu kia một mình ngăn lại. Nếu không... Lỡ như sóng xung kích quét đến hàng ghế khán giả thì không biết sẽ tạo thành thương vong như thế nào nữa. Khủng bố. Sắc mặt của toàn bộ những người có mặt tại quảng trường Long Môn đều trắng bệch, cứ như phủ lên một lớp vôi vậy. Trong lòng mấy vạn võ giả cảm thấy rung động không thôi. Dư chấn còn sót lại của hai sát chiêu kia không ngờ lại mang đến uy thế đáng sợ nhường này, thật sự đã vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Nói một cách khác. Nếu đó không phải là dư chấn mà là hai sát chiêu chân chính thì có khi mười mấy tên tinh nhuệ của thần sách doanh đã đi đời nhà ma cả rồi. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều người cảm thấy hoảng sợ. Khái niệm này, dù là cao thủ tử phủ bình thường cũng không cách nào làm được. Rầm, 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 rầm. Ở trung tâm đống đổ nát của đài chiến, hai người đang đối chiến phải chịu lực phản chấn khủng bố đến mức không gì sánh kịp. Trung tâm lực phản chấn thật sự đáng sợ hơn rất nhiều so với những dư chấn tản ra ngoài. Tiếng nổ vang dội như sấm rền, hai bóng người như sao chổi văng ngược ra, trong quá trình đó, đã chấn rất nhiều dị tượng và chân nguyên còn sót lại thành bụi phấn. Rầm, cả người Lâm Nhất rơi thẳng xuống, lập tức nện cho một cái đài chiến còn nguyên vẹn thành mảnh vụn, bụi đất bốc lên, cơ thể hắn lún sâu xuống dưới phút chiếc đã bị che lấp bởi việc số đất đã chồng chất. Bên kia, công tử Nham Tâm cũng không khá hơn là bao. Chiến giáp long tượng trên người bị kiếm quang rạch nát, toàn thân đầy những vết chém máu tươi đầm đìa. Dáng người khôi ngô trông vô cùng khủng bố, bị dư chấn đánh bay ra ngoài, hắn cũng đụng vỡ một cái đài chiến, sau đó bị vùi lấp bởi hàng hàng xa số đã vụn. Bên dưới đống để nát,
công tử Nham Tâm và Lâm Nhất đều không sẽ sống chết. Chương 1440 ngươi thua. Mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, không nói nên lời, trong đầu chỉ còn tiếng ông ông, bọn họ thật sự không ngờ trận chiến cuối cùng tranh giành suất vào vòng loại 8 lại thảm thiết như vậy. Hoàn toàn có thể so sánh với trận chung kết. Bốn phía lặng ngắt như tờ, trên quảng trường Long Môn chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng nổ vì chấn động vừa rồi, không một ai lên tiếng nói chuyện. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cái đài chiến đã bị chấn thành mảnh vụn kia, vẻ mặt mọi người có hoảng sợ, cũng có hoang mang. Hai người đều văng ra khỏi đài chiến, nhưng không hề rơi xuống đất mà rơi xuống hai đài chiến khác nhau, cũng đều bị đá vụn vùi lấp, không rõ sinh tử. Nếu vậy thì, rốt cuộc ai thắng, ai thua? Thật đáng sợ, vừa rồi đều là võ kỹ mà hai người họ tự nghĩ ra ư. Quả thật là võ kỹ tự nghĩ ra, bất kể là Long Tượng Chiến Quyền hay Thủy Nguyệt Kiếm Pháp thì cũng không có hai sát chiêu mà bọn họ vừa thi triển. Tuy nhiên, trong trận đấu vừa rồi, dường như kiếm của Lâm Nhất mạnh hơn một chút, kiếm thế đã nghiền nát phần lớn quyền. Khó mà nói được, quả thật kiếm của Lâm Nhất mạnh hơn, nhưng thể chất của hắn ta lại không sánh bằng Nham Tâm, chưa hẳn chịu được lực va chạm còn sót lại của quyền. Xem ai tỉnh trước. So với sự mơ hồ và chấn động của những người ngồi trên ghế quan chiến, rất nhiều cao thủ Tử Phủ thoạt nhìn có vẻ hiểu rõ. Đúng lúc này, trong mắt rất nhiều người thoáng hiện vẻ khó hiểu, mặt đất đang rung chuyển dường như có gì đó thay đổi. Bùm! Đá vụn nổ tung, ánh sáng đẫm máu, hung ác phóng thẳng lên trời. Chỉ thấy công tử Nham Tâm đứng dậy với vẻ mặt tái nhợt, quần áo tả tơi. Hắn ta mặc kệ những vết thương dữ tợn do kiếm tạo ra trên người mình, nhìn đống đá vụn kia cười như điên, cuối cùng vẫn là ta thắng. Vù! Nhưng hắn ta còn chưa nói xong, một tia kiếm quang đã chui ra từ đống đá vụn kia, bắn thẳng về phía hắn ta như một tia chớp. Mặt công tử Nham Tâm khẽ biến sắc, hắn ta giận dữ gào lên, dùng hết sức đẩy kiếm Táng Hoa ra, nhưng bản thân hắn ta cũng hộc máu, lùi lại mấy bước trên chiến đài tàn tạ. Thất Huyền Bộ, như mặt trời trên cao. Trong đống đá vụn vùi lấp Lâm Nhất đột nhiên bắn ra một tia sáng vàng, ngay sau đó đá vụn nổ tung, hào quang chói lóa, Lâm Nhất nhảy ra nắm chặt lấy kiếm Táng Hoa bị đẩy ra. Ngươi thua. Công tử Nham Tâm vừa đứng vững, ánh sáng kia đã xuất hiện trước mặt hắn ta, một kiếm chỉ thẳng vào ấn đường. Đợi khi ánh sáng tan đi, thiếu niên cầm kiếm trong chiếc áo xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Không thể nào, ta sẽ không thua. Trong mắt công tử Nham Tâm tràn đầy khó tin, ánh mắt trở nên điên cuồng, hắn ta tung một cú đấm ý đồ đẩy kiếm Táng Hoa trước ấn đường mình ra xa. Phụt! Nhưng hắn ta chưa kịp ra tay, một vết máu xiên dài, dữ tợn đã chia khuôn mặt điên cuồng kia thành hai nửa. Chương 1441 có người buồn, tất nhiên cũng có người vui. Dù tốc độ tung quyền nhanh đến đâu thì cũng có thể nhanh hơn tia kiếm quang trên ấn đường kia ư. Hắn ta nghĩ Lâm Nhất không dám giết hắn ta sao? Nếu là như vậy, đợi đến kiếp sau rồi hối hận đi. Cùng với tiếng phịch do đối phương ngã xuống đất, kiếm Táng Hoa vào vỏ, thiếu niên đứng trong gió, tóc dài tung bay, cao cao tại thượng. Âm thanh công tử Nham Tâm ngã xuống đất không lớn, nhưng trong bầu không khí yên tĩnh như chết này. Mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Lại thêm một người đã chết. Trước chém công tử Dạ, sau giết Nham Tâm, hai đại công tử đều chết dưới kiếm của Lâm Nhất. Người thiếu niên vốn dĩ không được ai coi trọng này đã dùng thành tích chiến đấu đáng sợ khiến tất cả mọi người không dám khinh thường nữa, chỉ có thể ngước nhìn. Trong vòng loại 8 người đứng đầu, nhìn tới nhìn lui, chỉ trận đấu của hắn là có trình độ cao nhất. Các cao thủ còn lại như Tần Vũ, Vân Chân và những người khác thì đối thủ nhận thua, hoặc do thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ có hắn, Lâm Nhất, đã giết chết công tử để lên cấp. Bước lên thi thể của công tử, tuyên bố với mọi người trong đế quốc Đại Tần rằng công tử mới đã ra đời. Chết tiệt! Trên ghế khách quý, khuôn mặt Văn Ngạn Bác đã tối sầm, trở nên u ám đáng sợ vì tức giận. Ông ta nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt đầy sát khí. Như thể muốn lập tức nhảy xuống giết chết Lâm Nhất, nhưng cuối cùng vẫn còn giữ một chút lý trí.
Ông ta biết nếu ra tay trong Long Môn tranh tài, đặc biệt trong tình huống thánh sứ đang bí mật theo dõi, tương đương với tội chết. Ánh mắt Tả Vân nhìn Lâm Nhất thoáng qua vẻ chấn động, sau đó lộ vẻ mỉa mai. Chỉ là không biết hắn ta đang mỉa mai bản thân hay mỉa mai Văn Ngạn Bác, vận mệnh thật bất thường. Hắn ta đã khuyên sư huynh nương tay nhưng sư huynh không nghe, Văn Ngạn Bác còn tát hắn ta một bạt tai ngay trước mặt mọi người. Kết quả Lâm Nhất lại cho Văn Ngạn Bác một cái bạt tai mạnh hơn. Lâm Nhất đã giết Nham Tâm, Long Môn tranh tài năm nay Hỗn Nguyên Môn không có nổi một vị trí trong vòng loại 8. Họ đã thua một cách thảm hại, mất hết thể diện trước mặt tất cả võ giả của đế quốc Đại Tần. Ông ta hạ quyết tâm, sau này không thể ở lại Hỗn Nguyên Môn nữa. Khi cuộc thi kết thúc, ông ta sẽ rời khỏi Đại Tần, không có gì đáng để lưu luyến. Có người buồn, tất nhiên cũng có người vui. Tất cả mọi người của Lăng Tiêu Kiếm Các đều nở nụ cười phấn khích, đặc biệt là Lạc Phong trưởng lão, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt ông ta, không thể nói nên lời. Tiểu tử này là một đối thủ rất mạnh, may mà Nham Tâm đã thăm dò cơ sở của hắn. Trên hàng ghế của Huyền Thiên Tông, công tử Vân Chân nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa. Hắn không có chút thiện cảm nào với Nham Tâm, lúc trước hắn ta còn phỉ báng Long Hổ Quyền nặng nề. Hắn còn định đợi gặp đối phương sẽ dạy cho hắn ta một bài học, nào ngờ hắn ta lại chết trong tay Lâm Nhất, nếu đã chết thì bỏ đi. Chương 1442 Tiểu Bạch Công Tử. Dù sao hắn ta cũng đã đóng góp được chút ít, Vân Chân khẽ nhếch môi cười nhạt. Bên cạnh ngai vàng Tử Thanh, đại hoàng tử Tần Vũ khẽ biến sắc, ánh mắt lập lòe, không biết đang nghĩ gì. Công chúa Phượng Hoa vẫn như mọi khi, không ai có thể nhìn ra được manh mối gì từ lớp khăn che mặt của nàng ta. Đến lúc này, vòng loại 8 của Long Môn tranh tài năm nay đã đủ số lượng, lần lượt là đại hoàng tử Tần Vũ, công tử Vân Chân, công tử Thủy Nguyệt, Bạch Lê Hiên, Tư Tuyết Y, Phong Dã, Nhạc Thanh và Lâm Nhất. Trong đó, Ma Nguyệt Sơn Trang, tông môn bí ẩn nhất đế quốc Đại Tần, có hai người lọt vào vòng này, Tư Tuyết Y còn thắng được công tử Trường Cát. Thiên kính bay dưới ánh trăng, Vân Sinh kết hải lâu. Võ hồn của hắn ta đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người, rất nhiều người cho rằng hắn ta còn có khả năng tiến xa hơn nữa. Công tử Vân Chân mạnh mẽ giành chiến thắng, hắn ta lọt vào vòng sau coi như đã giữ được danh dự cho Huyền Thiên Tông. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắn ta nhất định sẽ lọt vào ba hạng đầu. Ngoại trừ Tần Vũ, hắn ta cũng là một ứng cử viên có khả năng trở thành người đứng đầu nhất. Về phần Phong Dã, tên man di đến từ Bách Thú Môn này cũng là một hạt giống rất tốt. Sau khi công tử Quan Sơn của Thần Sách Doanh thua trận, Nhạc Thanh đã một mình chiến đấu lọt vào vòng loại 8. Điều này nằm ngoài dữ liệu của rất nhiều người, nhưng không nhiều người coi trọng việc hắn ta có thể tiến xa hơn hay không. Người nổi bật nhất còn lại dĩ nhiên là Bạch Lê Hiên và Lâm Nhất cùng đến từ Lăng Tiêu Kiếm Các. Người trước không cần nhiều lời, hắn ta giành chiến thắng nhiều trận liên tiếp để cho người ta thấy được uy lực của thánh thể đáng sợ cỡ nào. Còn Lâm Nhất thì càng không cần phải nói nhiều, hắn đã giết liên tiếp hai vị công tử, có thể nói khả năng hắn trở thành một trong bát công tử cao hơn những người khác nhiều. Chắc chắn rằng 8 người của cuộc chiến cuối cùng này sẽ không có ai là kẻ yếu. Cuộc chiến tiếp theo sẽ tương đối tàn khốc. Hôm nay là trận đấu của Lâm Nhất và công tử Nham Tâm, thứ tự thi đấu trong cuộc chiến cuối cùng rất có thể sẽ diễn ra liên tiếp. Lúc này, một người hầu đi về phía vị trí của Lăng Tiêu Kiếm Các, hắn ta bưng một chiếc hộp gấm, tươi cười nhìn Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên. Hắn ta mở hộp ra để lộ hai tấm ngọc bài trống. Nói với Bạch Lê Hiên trước, chúc mừng các hạ trở thành tân công tử, xin mời khắc tên của mình lên, sau cuộc thi này tên tuổi công tử sẽ được lan truyền khắp Đại Tần. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Lê Hiên hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy. Có thể nhìn ra được hắn ta rất vui khi được lọt vào vòng loại 8. Hắn ta lấy ngọc bài ra, trầm tư suy nghĩ một lúc mới khắc tên lên rồi đưa cho đối phương. Tiểu Bạch công tử. Người hầu cầm ngọc bài, nhẹ giọng lẩm bẩm, cứ cảm thấy không ổn lắm. Bạch Lê Hiên không vui, là công tử Tiểu Bạch. Người hầu hơi lúng túng, những thành viên kiếm các khác thì trông khá kỳ lạ, Lý Vô Ưu thậm chí còn hơi buồn cười. Lâm Nhất, đến lượt ngươi.
Người hầu mỉm cười đưa ngọc bài qua. Chương 1443 công tử Vân Chân Ư. Những người khác cũng tò mò nhìn sang, họ đều muốn biết Lâm Nhất sẽ khắc tên gì lên. Lâm Nhất cầm ngọc bài suy tư một lúc, sau đó rót chân nguyên vào đầu ngón tay, khắc lên hai chữ Táng Hoa. Hắn và kiếm Táng Hoa đã cùng nhau tranh danh hiệu công tử, vinh dự và kiếm phải cùng tồn tại bên nhau. Công tử Táng Hoa. Người hầu hơi bất ngờ, khó hiểu hỏi, Táng Hoa là gì thế ạ? Là thanh kiếm trong tay ta. Người hầu lập tức cười, hay là đổi tên khác đi ạ, ở Đại Tần trừ các hạ gia thì không ai biết thanh kiếm này có tên là Táng Hoa, danh hiệu của các công tử đều sẽ có đặc trưng nổi bật riêng của mình. Không cần, kể từ hôm nay, Đại Tần sẽ không ai không biết đến cái tên Táng Hoa này. Lâm Nhất cười nhẹ trả lời, vẻ tự tin không bị gò bó hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Cũng đúng nhỉ, dù sao đây cũng là kiếm Táng Hoa đã giết chết công tử Nham Tâm. Sau hôm nay, Đại Tần có ai lại không biết đến nó chứ? Người hầu ngẩn ra, sau đó lập tức cười hùa theo, hắn ta lấy ngọc bài của hai người rồi đi về phía ngai vàng Tử Thanh. Khi tất cả người hầu đều tập hợp xung quanh ngai vàng, Tần Vương nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn vào Lạc Phong, cười bảo, Lạc Phong, Lăng Tiêu kiếm các là tông môn nổi bật nhất trong Long Môn tranh tài năm nay, bắt đầu bốc thăm từ ông trước để quyết định thứ tự thi đấu cuối cùng đi. Ta rất sẵn lòng. Lạc Phong chắp tay cười đáp, sau đó bước lên trước. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Lạc Phong, ông ta sáo ngọc bài lên rồi lấy ra hai tấm ngọc bài, tuyên bố trận đầu tiên của vòng loại 8, công tử Tiểu Bạch Bạch Lê Hiên đấu với công tử Thanh Sơn Nhạc Thanh. Khi nói ra thứ tự thi đấu và cũng đồng thời tuyên bố tên của các tân công tử. Sau ngày hôm nay, tên tuổi của những công tử này sẽ truyền khắp Đại Tần, cao cao tại thượng, được vạn người chú ý. Trận thứ hai, công tử Phi Vũ Tần Vũ đấu với công tử Chiến Thú Phong Dã. Phụt! Vừa dứt lời, quảng trường Long Môn lập tức vang lên một tràng cười nhạo, suy cho cùng vẫn là Man Di đến từ vùng núi, không ngờ lại lấy một cái tên như thế. Phong Dã không quan tâm lắm, chỉ là nghĩ tới việc đối thủ của mình là Tần Vũ thì hơi khó chịu. Trận thứ ba, công tử Thủy Nguyệt đấu với công tử Phi Tuyết Tư Tuyết Y. Lá thăm này không được tốt, người của Ma Nguyệt Sơn Trang nhíu mày, ai cũng tỏ ra bất mãn. Nếu vậy thì Ma Nguyệt Sơn Trang không thể có hai người cùng nhau lọt vào vòng loại 4. Trận thứ tư, công tử Vân Chân đấu với công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Công tử Vân Chân Ư. Lâm Nhất nhớ lại đối thủ của mình trong vòng loại 4, người này có thực lực rất mạnh, từ đầu cuộc thi luôn mạnh mẽ áp đảo đối thủ, không bại lộ nhiều. Ngược lại hắn đã để lộ khá nhiều át chủ bài, thế yếu vô cùng rõ ràng. Vù! Hắn cảm nhận được một ánh mắt nhìn về phía mình, không có gì bất ngờ, quả nhiên là công tử Vân Chân. Đối phương mỉm cười, nhìn có vẻ thoải mái, khi Lâm Nhất đang định rời mắt đi. Chương 1444 người đến làm gì? Công tử Vân Chân nhướng mày, giơ ngón út lên. Hắn ta đang ám chỉ Lâm Nhất không chịu nổi một đòn, có thể thấy đối phương có tâm trạng khá tốt khi bốc được Lâm Nhất. Lúc này, Tần Vương trên ngai vàng Tử Thanh đứng dậy nói, ta sẽ nói đôi điều về quy tắc của cuộc chiến Long Môn tranh tài cuối cùng. Quy tắc là thi đấu 2-2, người thắng sẽ vào nhóm chiến thắng để tranh 3 vị trí đầu và hạng nhất. Người thua sẽ vào nhóm thua trận, tranh thứ hạng 5-6-7-8. Cuối cùng, dựa theo quy tắc cũ, người giành chiến thắng trong nhóm thua trận sẽ có quyền lựa chọn hình thức địa ngục, đó là khiêu chiến tất cả thí sinh trong nhóm chiến thắng theo hình thức đánh luân phiên. Một khi đã quyết định sẽ không có đường lui, nếu như bại trận sẽ mất đi danh hiệu công tử. Sau khi Tần Vương nói xong, quy tắc của cuộc chiến cuối cùng đã được quyết định. Hôm nay dừng chiến tại đây. 3 ngày sau các vị tân công tử sẽ bắt đầu tranh giành thứ hạng cuối cùng vào thời gian này. Phải đợi 3 ngày nữa sao? Trong mắt rất nhiều người lộ ra vẻ thất vọng, họ thực sự vẫn chưa đã nghiền, trận đấu của Lâm Nhất và Nham Tâm đã khiến mọi người sôi trào nhiệt huyết, vô cùng chấn động. Nghĩ tới thứ tự thi đấu cuối cùng, trận đấu gay cấn như thế sẽ diễn ra liên tiếp, không ai mà không hào hứng cho được. Nhưng nghĩ lại thì sau cuộc chiến ngày hôm nay, hầu hết các công tử vào vòng loại 8 đều bị thương.
nghỉ ngơi 3 ngày dưỡng sức để chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng là chuyện bình thường. Công tử Dạ và công tử Nham Tâm đều đã giết, vậy thì xin hãy tiện tay giết luôn công tử Vân Chân đi. Nếu không được đấu với ngươi trong Long Môn tranh tài thì thật đáng tiếc. Bạch Lê Hiên nhìn Lâm Nhất, cười một tiếng rồi bỏ đi. Hình như mỗi lần gặp đại ca là tiểu tử này phải làm ra vẻ nhất định sẽ thắng. Lý Vô Ưu nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, bất mãn nói. Cứ coi là lời chúc đi, ít nhất thì hắn ta cũng hy vọng ta thắng. Lâm Nhất nhìn về phía Bạch Lê Hiên, nhẹ giọng trả lời. Mối thù giữa họ quả thật cần phải giải quyết trong Long Môn tranh tài. Nếu không gặp được đối phương, Lâm Nhất cũng sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Công tử Táng Hoa, tên rất hay. Đang lúc suy tư, Diệp Phong đã bước đến, nở một nụ cười quái gở và nói, nếu thua trong tay công tử Vân Chân, chắc ngươi sẽ lựa chọn hình thức địa ngục đúng không? Chắc là vậy rồi, dù sao thì ngươi vẫn luôn chấp niệm với vị trí đầu bảng mà. Tuy nhiên, đến lúc đó không phải Táng Hoa nữa đâu, mà là Táng Thân đấy. Thật ra cái tên Táng Hoa đó rất xấu, ngươi nên đổi lại một cái tên khác thì hơn. Không đợi Lâm Nhất đáp lời, hắn ta đã bật cười quái dị rồi nhanh chóng rời đi. Tên này thua trong tay một tên tộc man, lại không chịu được khi thấy Lâm Nhất có được danh xưng công tử. Lý Vô Ưu tỏ vẻ bất bình, đều là đệ tử kiếm các, nhưng lời nói của Diệp Phong quả thật khiến người ta cảm thấy tức giận. Mấy người tùy tiện nói vài câu, khi chuẩn bị đi thì một đoàn người hùng hổ xông đến, hiển nhiên người dẫn đầu chính là Đại Hoàng tử Tần Vũ. Vẻ mặt Tần Vũ lạnh lùng, nhìn không ra cảm xúc, chỉ khi nhìn về phía Lâm Nhất, sát ý giữa hai đầu lông mày của hắn ta vẫn không cách nào áp chế được. Có thể thấy được sát tâm của người này đối với Lâm Nhất chưa từng giảm bớt. Ngươi đến làm gì? Chương 1445 từ bỏ ư? Hân Nghiên sầm mặt, lạnh giọng hỏi. Đến gặp vị hôn thê của ta, thuận tiện chúng mừng công tử Táng Hoa vừa mới tấn chức một phen. Tần Vũ nhếch miệng cười, thờ ơ nói. Xin các hạ tự trọng, ở đây không có vị hôn thê của ngươi, tỷ tỷ Hân Nghiên không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi. Các hạ là hoàng tử tôn quý, xin hãy tự trọng, Lâm Nhất tiến lên một bước, ngăn trước người Hân Nghiên, mặt đối mặt với Tần Vũ. Trong lời nói của hai người ẩn chứa sự tranh đấu. Vậy ư, Tần Vũ ta muốn có thứ gì đó thì không ai có thể cản được. Lần này, sau khi giành được vị trí đầu bảng, người đoán xem ta sẽ đưa ra yêu cầu gì với thánh sứ. Tần Vũ cười nhạt, ánh mắt hắn ta hướng về phía Hân Nghiên, trong mắt lóe lên tia tham lam. Dường như muốn ám chỉ với Lâm Nhất rằng một khi giành được vị trí đầu bảng, hắn ta sẽ yêu cầu thánh sứ ban Hân Nghiên cho mình. Nếu ta giành được đầu bảng, người đoán xem ta sẽ đưa ra yêu cầu gì với thánh sứ, trong mắt Lâm Nhất lóe lên sát ý, không chút e ngại mà lạnh lùng đáp lại. Khóe miệng Tần Vũ hơi nhếch lên để lộ nụ cười khinh thường, hắn ta từ từ quay người lại. Ta khuyên ngươi vẫn nên lo cho mình thì hơn, ta biết rõ thực lực của Vân Chân hơn ngươi đấy. Chống lại hắn ư, ngươi còn sống đã xem như may mắn rồi, lại còn đòi đứng đầu bảng, đừng có mơ. Một tên kiếm nô mà cũng đòi giành vị trí đầu bảng trong Long Môn tranh tài của Đại Tần ta hà. Thật là nực cười. Tần Vũ đứng đưa lưng về phía Lâm Nhất, vẻ mặt lộ rõ sự khinh thường, hắn ta không cho rằng Lâm Nhất có thể may mắn sống sót được trong tay Vân Chân. Thái độ ngông cuồng cùng ánh mắt không xem ai ra gì của Tần Vũ khiến mọi người cảm thấy rất khó chịu. Trong lời nói của hắn ta ẩn chứa ý uy hiếp, hệt như một bóng đen bao phủ trong lòng các đệ tử kiếm các. Tiểu sư đệ, nếu hắn ta giành được đầu bảng, chắc chắn sẽ có mưu đồ riêng, không lãng phí cơ hội như vậy vì ta đâu. Hiện tại, hắn cố ý đến đây nói như vậy là để nhiễu loạn tâm tư của đệ đấy, khiến tâm trạng đệ trở nên hỗn loạn khi đối mặt với Vân Chân 3 ngày sau. Hân Nghiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Lâm Nhất thoáng giật mình, cẩn thận ngẫm lại thì quả thực có khả năng là vậy. Vừa rồi tâm trạng hắn không yên, suýt nữa đã ra tay ngay tại chỗ. Quả thật lời sư tỷ nói rất có lý. Tuy nhiên, hắn nói không sai, Vân Chân thật sự là một đối thủ đáng gờm. Hắn xếp hạng thứ 3 trong Long Môn tranh tài, nổi danh ngang ngửa với Lưu Thương trong Huyền Thiên Tông. Nếu có thể, trong vòng loại 4, tiểu sư đệ đừng cố chấp quá. Hân Nghiên nhìn Lâm Nhất, khẽ nói.
tiểu sư đệ có thể lọt vào vòng loại 8 đã vượt ngoài dự kiến của rất nhiều người, và đã thật sự tỏa sáng. Chắc chắn đệ ấy sẽ nổi danh khắp Đại Tần, không cần phải liều mạng với Vân Chân làm gì. Giờ ngẫm lại, rất có thể đại hoàng tử Tần Vũ cố ý muốn chọc giận Lâm Nhất, khiến hắn không bỏ quyền. Từ bỏ ư? Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn trời, giờ là thời điểm hoàng hôn, sắc trời dần tối, dáng chiều đỏ rực như lửa, dường như có một đôi mắt đang nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia có chờ mong, có vui mừng, cũng có cổ vũ. Đó chính là di nguyện của đại ca Hân Tuyệt, nếu đã kế thừa kiếm của huynh ấy thì hắn nhất định sẽ tiến thẳng về phía trước. Chương 1446 chỉ cần dám cược nhất định sẽ kiếm lớn. Như hắn đã nói lúc trước, không đến thì thôi, đã đến thì phải tranh được vị trí đầu bảng. Lâm Nhất, tên Tần Vũ kia lại nói gì nữa hả? Lạc Phong nhíu mày bước đến. Lâm Nhất xoay người, trầm ngâm nói, không có gì, tuy nhiên, Lạc trưởng lão, trong 3 ngày này ta muốn đến rừng táng kiếm bế quan, tiện đây nói với ngài một tiếng. Vết thương của ngươi thì sao? Lạc Phong tỏ vẻ kinh ngạc. Trận đại chiến giữa hắn và công tử Nham Tâm cực kỳ thảm thiết, trong mắt mọi người, tuy rằng đến cuối cùng Lâm Nhất đã dùng một kiếm chém giết Nham Tâm, nhưng bản thân hắn có lẽ cũng bị thương không nhẹ. Không sao đâu, thật ra thiên phá vân của ta đã ngăn lại hơn phân nửa lực từ một quyền của hắn. Nhìn thì đáng sợ vậy nhưng thực tế thì không bị thương chỗ hiểm, Lâm Nhất lên tiếng giải thích. Vậy là tốt rồi, tuy nhiên, 3 ngày sau, ngươi nhất định phải đến đúng giờ, nếu không thì sẽ bị phán thua đấy. Ta biết rồi. Màn đêm lẳng lặng buông xuống. Lúc này, trong lầu Nhàn Vân tại Hoàng Thành Đế Đô, tiếng cười nói ồn ào náo nhiệt, gần như phát cuồng. Sảnh cá cược toàn người là người, chật kín đến nỗi không còn một khe hở. Ngoài cửa còn có rất nhiều người bị chặn lại, không cách nào tiến vào được. Tỷ lệ đặt cược cho trận vòng loại 4 diễn ra vào 3 ngày sau đã sớm hiện ra trên bàn đá ngay vị trí trung tâm. Bạch Lê Hiên đấu với Nhạc Thanh, Tần Vũ đấu với Phong Dã, công tử Thủy Nguyệt đấu với Tư Tuyết Y, công tử Vân Chân đấu với công tử Táng Hoa. Không có gì để nghi ngờ, trong 4 trận đại chiến này, lựa chọn sốt dẻo nhất vẫn là Tần Vũ. Tỷ lệ cược hắn đã gần đạt tới 1:1 khiến người ta hoàn toàn không còn hứng thú đặt cược, còn Phong Dã đã thành công vượt qua Lâm Nhất, trở thành tuyển thủ có tỷ lệ cược cao nhất. Ngoài hắn ta, Bạch Lê Hiên đấu với Nhạc Thanh cũng được nhiều người coi trọng, tỷ lệ cược chỉ cao hơn Tần Vũ một chút. Tỷ lệ cược của cả hai gần bằng nhau nên khiến người ta không có hứng thú tập trung quá nhiều. Chỉ có 2 người sau đang giằng co với nhau, đó là công tử Thủy Nguyệt và Tư Tuyết Y. Trận đấu đồng môn này khó phân thắng bại, cả hai đều có tỷ lệ cược khá cao, chứng tỏ Vạn Bảo Các cũng không thể khẳng định ai sẽ thắng. Rốt cuộc ai có thể thắng vẫn phải phụ thuộc vào quan điểm và vận may của mỗi người. Về phần Lâm Nhất đấu với công tử Vân Chân cũng khá đáng làm cho người ta do dự. Nếu là trước đây, tỷ lệ cược Lâm Nhất chắc chắn sẽ cực kỳ cao, thậm chí cao đến mức một cách khoa trương. Chỉ cần dám cược nhất định sẽ kiếm lớn. Nhưng bây giờ Lâm Nhất đã giết liên tiếp 2 vị công tử, đặc biệt là trận đấu giết công tử Nham Tâm kinh thiên động địa, chấn động lòng người. Ngay cả những người quản lý Vạn Bảo Các cũng nhất trí cho rằng kiến thức và thực lực của công tử Vân Chân còn cao hơn Lâm Nhất rất nhiều. Nhưng họ cũng không dám nâng tỷ lệ cược Lâm Nhất lên quá cao. Bởi vì chàng thiếu niên này đã tạo nên quá nhiều kỳ tích, trở thành con hắc mã khó lường nhất long môn tranh tài năm nay. Ngược lại với 3 vị trí đầu và đầu bảng, tỷ lệ cược Lâm Nhất vẫn không cao lắm. Tỷ lệ cược hắn giành hạng nhất vẫn là 1:100, và cũng chỉ có 1 người đặt cược. Chương 1447 đừng chết ở trong đó. Viên linh ngọc tam phẩm của Lưu Thương lẻ loi trên hạng nhất dưới bảng tên của Lâm Nhất, có một loại khí phách khinh thường quần hùng, nhìn xuống thiên hạ. Hạng nhất, Lâm Nhất muốn giành được hạng nhất vẫn hơi khó khăn. Nhưng trận đấu hôm nay thực sự rất chấn động, nếu không gặp phải Vân Chân, ta dám cược hắn nhất định có thể lọt vào vòng loại 4. Đúng đó, chỉ cần không phải Tần Vũ và Vân Chân, cho dù là công tử Thủy Nguyệt, ta cũng cảm thấy Lâm Nhất có cơ hội thắng rất lớn. Ta không dám cược hạng nhất, nhưng ta vẫn dám cược một lần vào trận đấu của hắn với Vân Chân. Hi hi, Lâm Nhất đã giết liên tiếp 2 vị công tử,
ai có thể khẳng định hắn không thể giết thêm một vị công tử nữa chứ? Hầu như không có ai dám cược Lâm Nhất giành hạng nhất, nhưng trong lầu Nhàn Vân rộng lớn này, tiêu điểm bàn tán của mọi người cũng không rời khỏi Lâm Nhất. Bởi vì trận đấu ngày hôm nay thực sự xem rất gay cấn và đã mắt. Chấm chấm chấm. Trong rừng táng kiếm, kiếm Huyền Hà đã đi, chỉ còn Thập Tam gia ở đó. Vừa đến nơi, Lâm Nhất nói thẳng mục đích của mình ra, Thập Tam gia, ta muốn lên tầng 6. Tiểu tử nhà ngươi không muốn sống nữa sao? Chưa kể tới việc ngươi có thể lên tầng 6 hay không. Dù cho lên được, ngươi cũng không thể ở lại, nếu ở đó mà không có tu vi tử phủ sẽ bị mất mạng. Thập Tam gia lạnh lùng nhắc nhở. Nếu không thể nắm giữ kiếm ý tiên thiên, ta sẽ không bao giờ có cơ hội thắng được Tần Vũ. Thực lực của Tần Vũ chỉ từng bộc lộ một phần nhỏ trong trận đấu với công tử Quan Sơn. Chỉ với một trường đã áp đảo Quan Sơn, người có cùng danh hiệu công tử với hắn ta. Lâm Nhất tỏ ra rất kiên định, không có chút do dự. Thập Tam gia nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt mình, hồi lâu sau mới cười bảo, cũng đúng, nếu không thể giành được hạng nhất chắc hẳn còn đau khổ hơn việc chết trong táng kiếm đồ. Nếu ngươi muốn cược, lão phu sẽ chiều theo mong muốn của ngươi. Khi thủ ấn cổ xưa xuất hiện, trong rừng táng kiếm lập tức có cuồng phong rít gào, sắc trời lập tức tối sầm. Một vết rách không gian vặn vẹo xuất hiện trước mặt Lâm Nhất theo gió lớn. Vết rách vặn vẹo như dẫn đến một thế giới bí ẩn nào đó, thỉnh thoảng có tia điện lướt qua. Lâm Nhất khá quen thuộc với những tia điện kia, lần trước hắn đã chịu khổ rất nhiều vì nó. Táng kiếm đồ. So với sự chấn động và ngạc nhiên ban đầu, lần này trông Lâm Nhất bình tĩnh hơn nhiều. Đừng chết ở trong đó. Khi hắn đang định bước vào, Thập Tam gia sụ mặt đột nhiên lên tiếng. Lâm Nhất ngẩn ra, sau đó nở nụ cười, nhanh chóng đi vào trong. Răng rắc. Kết giới cản trở bên trong nhẹ nhàng rách ra, cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Lâm Nhất. Không gian tựa như đang chuyển động, giống như một con yêu thú thượng cổ trong hư không khiến người ta phải kính sợ. Táng kiếm đồ có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng là một thế giới khác nhau, càng lên cao nguy hiểm càng lớn, nhưng kỳ ngộ cũng càng lớn. Lâm Nhất suy tư nhìn mây điện u ám trên đầu mình, lần trước hắn đã tu luyện kiếm quyết đạt tới tầng 9 trong tầng 5 của táng kiếm đồ. Xem ra lần này để nắm giữ kiếm ý tiên thiên hoàn chỉnh thì phải lên tầng 6 mới được. Vèo. Sau một lúc chần chừ, Lâm Nhất thi triển thân pháp bước lên những bệ đá cổ xưa lơ lửng trên không trung, xông thẳng lên mây. Chương 1448 càng lên cao thì càng nguy hiểm. Rắc rắc rắc. Hắn thuần thục xuyên qua 4 tầng liên tiếp, đặt chân lên tầng 5 trong táng kiếm đồ. Dù cho lúc này thực lực của Lâm Nhất đã mạnh hơn trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi khi lên tầng 5 một lần nữa. Tầng 5 của bầu trời có bản chất khác biệt với 4 tầng trước. Trên bầu trời, những đám mây điện ngưng tụ kiếm ý chuyển từ đen kịt sang màu đỏ như máu, chúng va chạm với nhau tạo thành rất nhiều tia chớp có hình thù khác nhau. Khi những tia chớp này đánh xuống đất sẽ phát ra tiếng nổ rất đáng sợ. Cùng với tiếng nổ, kiếm ý vô tận ngưng tụ thành cuồng phong phát ra tiếng rít chói tai trong thế giới một màu đỏ tươi này. Trên mặt đất tan hoang rải rác rất nhiều thanh kiếm cổ xưa bị gãy. Kiếm gãy người mất kiếm gãy, mỗi thanh kiếm gãy mang hàm nghĩa một người kiếm khách đã chết. Trong lúc di chuyển, Lâm Nhất có thể cảm nhận được kiếm táng hoa trong hộp sau lưng mình đang chấn động như thể biết được Lâm Nhất muốn làm gì, kiếm hiểu lòng người, phấn khích nhưng cũng hồi hộp. Nhìn những đám mây máu mênh mang và u ám trên bầu trời, Lâm Nhất cũng không biết mình có thể đi lên được hay không. Nhưng nếu đã vào thì phải thử một lần. Lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi. Thiếu niên nhướng mày, tia điện đỏ tươi đánh xuống chiếu sáng khuôn mặt quả quyết của Lâm Nhất, hắn bay lên không trung như một lưỡi kiếm sắc bén. Thời gian ở tầng 5 táng kiếm đồ, hoàn cảnh vô cùng hiểm ác, trên không trung thỉnh thoảng lại có trăm nghìn tia sét màu máu đánh xuống. Có mũi thương, có lưỡi đao, có bảo kiếm, thậm chí có cả hung thú, đáng sợ mà quỷ dị. Lâm Nhất bay vọt lên tầng mây, đạp lên bệ đá cổ xưa lơ lửng trên không trung, không ngừng lên cao. Càng lên cao thì càng nguy hiểm. Lại một cây thương màu máu xẹt qua bầu trời,
đâm về phía Lâm Nhất, giống như chim hồng. Gương mặt Lâm Nhất lạnh lùng, năm ngón tay khép lại, chân nguyên dâng tràn phát ra tiếng hổ gầm rồng kêu. Quyền ra như kiếm, đánh tan cây thương màu máu do kiếm ý ngưng tụ. Ầm ầm. Nhưng cây thương vừa tan vỡ, một chiếc đỉnh cổ to lớn như núi lại từ trên trời đổ ầm xuống. Lâm Nhất cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn bị đỉnh cổ đè xuống giữa không trung, rơi lên một bệ đá cổ xưa. Rắc, sau sự va chạm mãnh liệt, bệ đá xuất hiện vết nứt. Đỉnh cổ ầm ầm nứt vỡ, sóng năng lượng còn lại tan đi, sắc mặt thiếu niên tái nhợt, khóe miệng trào máu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời màu máu như đại dương cuộn trào mãnh liệt, sâu không thể dò. Ầm. Trong mắt lóe sáng, Lâm Nhất đạp mạnh chân lên mặt đất, đạp vỡ bệ đá cổ xưa. Người như mũi tên xé gió lao đi, dùng tốc độ nhanh hơn lao vọt lên trời. Ầm ầm ầm. Kiếm ý toàn thân được hắn thúc đẩy đến cực hạn, nhiều tia sét đánh tới còn chưa kịp chạm vào bản thể của hắn đã bị kiếm thế đánh tan. Hắn đã sắp lao vọt vào trong tầng mây máu. Đột nhiên dị tượng xảy ra, trong lớp mây máu mờ mịt vang lên tiếng gầm gừ đáng sợ. Mây máu giống như đặc sánh lại, đột nhiên không ngừng chuyển động. Chốc lát sau, chúng ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu màu máu, há miệng tiến về phía Lâm Nhất. Rắc rắc. Những nơi đầu lâu màu máu đi qua, các bệ đá cổ xưa đều bị nó nuốt trọn, lập tức hòa tan. Miệng đầu lâu có vết máu chảy ra, giống như máu của những bệ đá kia tuôn chảy, vô cùng quỷ dị. Lâm Nhất tự nhủ, xác thịt hắn không cứng chắc bằng số bệ đá đó, nếu bị nuốt vào e là khó mà thoát được cái chết. Nhưng đã bước chân vào mà lại rút ra cũng không phải tính cách của Lâm Nhất hắn. Chương 1449 ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Lâm Nhất dừng lại giữa không trung, trong mắt lóe lên tia sáng. Gió bỗng dưng sinh ra từ trên người hắn, sau đó gió càng lúc càng mạnh, mạnh đến mức khiến đất trời đều lay động. Gió từ đâu đến? Từ ta mà đến, lay chuyển một phương đất trời. Gió tự sinh nước tự có, mây chuyển động. Đợi khi đầu lâu màu máu sắp đến gần, con người của Lâm Nhất co lại, bàn tay tựa ngọc đánh ra nhanh như chớp, mây máu mênh mông trên trời bỗng chốc xoay vần. Đại, phong, kinh. Giây lát sau, đầu lâu màu máu ập đến trước mặt chợt xuất hiện một dấu tay lõm sâu, sau đó nổ tung trong nháy mắt. Sẽ có một ngày ta cùng gió nổi, bay thẳng lên cao 9 vạn dặm. Chiếc đầu lâu tan vỡ, cùng với đó Lâm Nhất bay thẳng lên cao, trong nháy mắt đã lao vào trong mây máu cuồn cuộn. Một màng mỏng vô hình thoát ẩn thoát hiện ngăn cản hắn vào sâu trong đám mây, Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, đây chính là cửa ải cuối cùng rồi. Hắn nhìn thoáng qua, cơ thể bùng phát kiếm ý vang vọng, chỉ bước ra một bước, để lại rất nhiều tàn ảnh. Nháy mắt đã đến trước mặt màng mỏng kia. Hắn nhấc tay vung quyền, ầm ầm đánh tới. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn, chư thiên ấn, đợi đến khi quyền mang sắp chạm vào màng mỏng, long hổ quyền tứ ấn chồng lên nhau. Ầm. Tiếng nổ rung trời vang lên trong tầng mây, trên màng mỏng đã xuất hiện vết nứt nhưng vẫn chưa nứt ra. Những vết nứt đó tỏa ra tia sáng chói mắt, khiến người ta không mở mắt ra nổi. Năng lượng đáng sợ tràn ra từ trong khe nứt đó, đánh bay Lâm Nhất cùng tứ ấn chồng điệp. Răng rắc. Bắt đầu rồi sao? Trong rừng táng kiếm, thập tam gia vừa uống rượu vừa quan sát từng hàng cây kiếm trúc trong rừng ngã đổ, miệng lẩm bẩm. Kiếm trận lan tràn trong rừng, dưới mặt đất dâng lên từng luồng kiếm quang sao động, không ngừng bay lên bầu trời đêm. Khi ánh sáng rực rỡ dâng lên đến trời cao lại càng sáng rực như sao băng. Lấy danh nghĩa của kiếm, ta lệnh cho hoa nở. Lâm Nhất bị đánh bay trong mây máu hai tay kết ấn, chỉ thoáng chốc, giữa không trung sau lưng hắn xuất hiện hình dáng một đóa hoa tử diên đường kính rộng 100 mét. Trong khoảnh khắc, khí tức trên người Lâm Nhất tăng vọt, dùng tốc độ gấp 10 lần tốc độ bị đánh bay khi nãy lao thẳng tới màng mỏng đã xuất hiện vết nứt. Phá! Tiếng hét điên cuồng vang lên, năm ngón tay thiếu niên khép lại, quyền ra như kiếm. Đánh mạnh vào màng mỏng. Rắc. Vết nứt dần lan ra nhanh chóng, tiếp đó nổ tung. Thành công rồi, trên mặt Lâm Nhất hiện ra vẻ vui mừng, cơ thể nhoáng lên, chui vào bên trong. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng đó,
những tia sáng rời rạc trong rừng táng kiếm bỗng hội tụ lại một chỗ, ngưng tụ thành một luồng sáng kiếm rực rỡ. Luồng sáng kiếm bay vút ra khỏi rừng táng kiếm, lên đến bầu trời đêm của Hoàng Thành Đế Đô, lao thẳng lên tầng mây, biến mất trong màn đêm mịt mờ. Tất cả mọi người ở Hoàng Thành Đế Đô lập tức nhìn thấy một cảnh tượng đáng kinh ngạc. Khắp bầu trời đêm dưới sự chiếu rọi của ánh sáng kiếm, ánh sáng rực rỡ xua tan màn đêm mông lung, cả bầu trời sao đều sáng rực. Chấm, dường như bầu trời sao cũng bị luồng sáng kiếm đó chiếu sáng. Giờ phút này, trên bầu trời Đại Tần tỏa ra ánh sáng trước nay chưa từng có, chỉ là chưa kịp nhìn rõ mà ánh sáng đã vụt tắt, bỗng dừng im bặt. Ta vừa nhìn thấy cái gì thế? Bầu trời sao tỏa sáng? Không đúng, đó là một luồng sáng kiếm, chiếu sáng cả bầu trời sao. Chương 1450 đáng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì? Đại Tần sắp biến thiên rồi sao? Nhiều người vô cùng hoang mang. Thậm chí hoài nghi có phải mình hoa mắt rồi không? Chỉ có một vài lão giả trong tông môn nhìn về phía rừng táng kiếm, sắc mặt khẽ biến, lẩm bẩm, hướng đó là, người đó trong Lăng Tiêu kiếm các. Dị tượng nghìn đời mới có, định sẵn đêm nay Đại Tần sẽ có nhiều người mất ngủ. Nhất là dị tượng này còn xảy ra vào đêm mà 8 người đứng đầu bảng được quyết định, không khỏi khiến nhiều người suy nghĩ. Nhưng còn may, dị tượng này chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Đến nhanh đi cũng nhanh. Hoành tráng thật. Ở tầng 6 táng kiếm đồ, Lâm Nhất đứng trên một bệ đá cổ xưa. Ở thế giới tầng thứ 6 chỉ có duy nhất một bệ đá, chính là bệ đá dưới chân hắn. Giữa bầu trời đã không còn mây sấm sét, mà là một bầu trời sao bao la bát ngát. Hắn ở trong đó dường như với tay là có thể chạm tới ngôi sao. Ngẩng đầu nhìn lên, quan sát kỹ sẽ phát hiện. Đó không phải là bầu trời sao thật, mà là linh văn kiếm ý, điên cuồng đan xen xoay vần tạo nên bức tranh trời sao bao la. Mỗi một vì sao đều ẩn chứa kiếm ý khiến người ta chói mắt, khiến người ta ngưỡng vọng. Trong lúc nhìn chăm chú, dường như hồn phách cũng có thể chìm đắm trong đó. Đáng sợ! Trước khi bị chìm đắm, Lâm Nhất thu hồi ánh nhìn, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bệ đá cổ xưa dưới chân là đài ngộ kiếm duy nhất trong không gian bao la này. Không cần nghĩ nhiều, hắn vẫy tay, kiếm táng hoa được hắn nắm chặt trong tay. Đợi hắn đứng vững, bên tai vang lên giọng nói cổ xưa. Vào tầng 6, không ngộ được kiếm ý tiên thiên thì sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, hoặc thành ngôi sao, hoặc thành trời sao. Giọng nói xưa cổ lạnh lùng mà vô tình, cho người ta cảm giác nghiêm nghị rét lạnh. Ngôi sao, trời sao, với thực lực của mình, nếu ở lại nơi đây có lẽ sẽ chỉ có thể hóa thành trời sao thôi. Vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm trọng, trong lòng thầm nghĩ. Khi giọng nói cổ xưa ấy biến mất, trên trời bỗng có ánh kiếm chém xuống. Kiếm ý đáng sợ giống như ẩn chứa uy lực hủy diệt đất trời. Mỗi một ánh kiếm đều là một ngôi sao rơi xuống, trăm nghìn ánh kiếm sẽ là vô số ngôi sao hóa thành mưa ánh sáng chói lòa, ầm ầm chút xuống. Muôn vàn ngôi sao hội tụ với nhau, Lâm Nhất cầm kiếm đứng trên bệ đá phát run, bỗng dưng cảm thấy sợ hãi. Vù! Trong chớp mắt, những ánh sao rơi xuống chôn vùi cả người Lâm Nhất. Khoảnh khắc bị chôn vùi, trong đầu Lâm Nhất xuất hiện những ý nghĩ vô cùng kỳ lạ, tất cả đều đến từ những ánh sao do ánh kiếm diễn hóa kia. Lâm Nhất hiểu ra, vội vàng chìm đắm trong đó, không dám bỏ sót bất cứ linh quang nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.